Hello, xin chào tất cả các tình yêu của Ngọc đến với kênh Mua Sắm Ngọc Ruby hàng hiệu thời trang. Dạo này á em bị cảm rồi em mệt đó, đâm ra em ngủ quên miết luôn. Hôm nay em lại ngủ quên nữa cho nên là mới like giờ này á. Dạ. Rồi chưa kịp trang điểm gì hết đó là vô luôn á. Dạ. Cho nên là mấy bữa nay á là cái mặt của Ngọc á là đó, thấy chưa? Mọi người thấy em ngủ á mà cái mặt của em á là nó nọng luôn á. Rồi, hello, xin chào tất cả mấy bà chế xinh đẹp của Ngọc. Nếu người nào mà đã có vô trong cái trang của em rồi á thì mình chào Ngọc một tiếng để Ngọc biết là mình đã vô like rồi ha. Và cái thứ hai á là Ngọc mong mọi người á là có thể là chia sẻ cái trang livestream này á là về cái trang cá nhân của mình. Và mình chỉ chia sẻ về trang cá nhân của mình thôi chứ còn đừng có chia sẻ vô hội nhóm. Chia sẻ vô hội nhóm là em sẽ bị phạm luật. Mà phạm luật á thì là nó cấm like. Nó cấm like mấy ngày. Nửa tháng luôn á. Nó không có mở. Cho nên là nếu như có thương em thì là mình chia sẻ về trang cá nhân thôi là được rồi mấy chị nha. Là như vậy là quý quý hóa lắm rồi. Em chào chị Ti Tài Phú. Ngọc chào chị Ti Tài Phú. Rồi, đợi Ngọc chút xíu nha. Con cái này nó còn nhiều. Cái này còn nhiều không? Rồi. Bốn nhưng mà đi hết một còn ba. Giờ phải lấy thêm hai nữa. Thì phải là lát nữa con cộng tư mới. Rồi còn người nào nữa không vậy? Còn yếu quá. Lên đủ đông chút xíu là em đề ba em like nha mấy chị. Dạ. Thì nói chung là hôm nay á là cũng sẽ like những cái mặt hàng á là nó còn mỗi thứ, còn một cái hai cái gì đó em cũng giải quyết cho nó đi hết. Chứ không có chừa lại shop. Hai cái áo này nó là cái áo này nè con. Đúng rồi. Dạ. Đợi tí xíu nha mấy chị. Mới có hai mấy người à. Dạ, đợi tí xíu, đợi em tí xíu. Nó phải lên 200 mấy. Dạ, đã. Chứ còn bây giờ á là hơi ít. Dạ, hơi ít. Cái thùng mặt nạ này hình như ở dưới là mình còn có 4 thùng phải không con? Ở bên cái khu vực bên đó là cái gì vậy con? Con nhắn nó chưa? Nó ok chưa? Hả? Nhìn đâu có tẩy. Tẩy trang con lấy qua đây một thùng cho cô đi. Con nhắn nó được chưa? Rồi mấy bà chế, người nào mà vô rồi á thì là mình chào Ngọc một tiếng nha. Để Ngọc biết, để Ngọc đề ba Ngọc like chứ. Ai nhắn trên trong fanpage rồi. Dạ em đợi khách lên chút xíu nữa mà mình đề ba like nha mấy chị. Dạ. Khách hơi ít. Hết cho nên là em chưa có like, đợi em tí xíu đi mấy chị. Rồi lên tiếp tí xíu nữa ha mấy chị ha, lên tiếp tí xíu nữa là mình đề ba mình like. Dạ em chào chị Nguyễn Tuyết. Chào chị Nguyễn Tuyết. Tụi con có nghe cô Ngọc nói chuyện không rồi? Dạ hôm nay em cũng like thập cẩm chị. Lát có like đầm chị. Lát có like đầm. Tại mấy bữa nay á là cái người của em nó bị cảm mà nó chưa có hết á, người nó mệt đó.
đâm ra cái vừa tới cái giờ lai đầm cái là em đuối. Thì hôm nay á, là cũng có lai đầm á. Dạ. Như vậy á, những cái món nào á mà trong shop của em á mà nó gần hết á thì em sẽ bán rẻ cho mọi người, để cho mọi người á, là mua được với cái giá rất là ưu đãi. Rồi em sẽ like vừa hàng mới mà vừa hàng cũ. Tại vì cái hàng mới ở trong hải quan á là nó cho ra rất là ít. Nó cho ra rất là giới hạn luôn á. Là mỗi một tuần, mỗi một tuần á nó cho có 2-3 thùng à. Dạ. Không biết bị năm nay bị gì á. Cho nên là hàng nó về hả rất là kỳ cục. Rồi, bây giờ Ngọc đề ba vô Ngọc like nha. À, đợt này á là Ngọc về á, cái tiếp sữa rửa mặt này. Đây là cái tiếp sữa rửa mặt của Estée Lauder. Và ở đây Ngọc còn một hũ. Mà phải nói á, là nếu như mà mình á, mà rửa được cái tiếp này á, cái tiếp này á là nó làm cho săn cơ, nâng cơ, chống chảy xệ. Và nó làm cho da mặt của mình á, là nó trắng. Với lại á, là cái dòng dưỡng này á, mà hiện giờ bên Mỹ á, là muốn kiếm một cái lọ này á, mà không ra đó mấy chị. Mà bây giờ em còn được đúng một hộp. Dạ. Nó chiết xuất từ lụa đỏ. Và hả là nếu như mà da mặt của mình á, mà người nào á mà đã giống như là mình trắng rồi, mình trắng rồi, mình không có cần trắng nữa, thì á là mình dưỡng cái này nè, cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị. Em muốn mua thêm cái hũ này á, nước rửa phụ khoa khoảng 10 ngày nữa về tới nha chị Liên Liên Trinh. Nước rửa phụ khoa về rồi, nó đang trên đường về á, có 10 ngày nữa tới. Tại vì bây giờ hả là hàng về á là phải đi bằng một cái đường khác nữa. Dạ. Nên cho nên là hả mấy chị là phải chịu khó đợi hàng giùm em chút xíu nha. Dạ. Chứ còn á hả bình thường á mà không có bị ba cái vụ này á là hàng của em từ Cali về á là có 5 đến 6 ngày là có rồi. À, mà bây giờ phải là 2 tuần. 2 tuần. Ơ à, cô Lan Phan. Đang giao á cô Lan Phan. Dạ con đang giao cho cô á. Với lại lấy cho cô hộp nám đi. Cô à, cái đầm của cô á là con chưa có nhận. Khi nào mà đầm của cô lên á, con nhận á, thì con sẽ chuyển khoản lại cho cô cái phần đó. Chứ còn giờ đầm á thì con chưa có nhận. Bây giờ con chỉ gửi trước hộp nám. Rồi con lên con coi hai cái đầm đó bao nhiêu á thì con sẽ gọi cho dì. Dì đưa cho con cái tài khoản. Là con chuyển khoản cái gì cho nó dứt điểm nha. Tại vì bây giờ đầm nó thì con chưa có thấy đó, mà làm vậy thì nó rất là dễ lộn. Cho nên là hàng con lên con nhận được rồi đó, thì là con sẽ chuyển khoản lại cho cô. Dạ rồi con lấy cho cô Lan Phan một cái hộp nám đi. Vì Lan Phan hàng nó đang đi với gì, chứ còn tụi con là tụi con đóng hết rồi. Dạ tụi con đóng hàng đi hết trơn rồi. Ủa cái hộp kêu ho rồi. À, lấy hộp mới khui mới. Dạ. Rồi, đưa cho cô Lan Phan một hộp nám. Dạ còn glucosamine bổ sung khớp gối còn chị, còn em là cái này nè. Bên chị Ngọc á là chỉ bán khớp nước thôi nha Loan. Chứ chị Ngọc không bán khớp viên. Tại vì khớp viên á, là có nhiều người uống vô á, là nó bị đau bao tử. Cho nên là chị Ngọc á, thôi đi để con chuyển tiền đi cho nó gọn. Để con chuyển tiền đi cho nó gọn. Cô coi có trong nhà có ai có tài khoản không thì con chuyển khoản cho. Dạ. Chứ giữ tiền của cô con cũng ngại. Rồi bây giờ á Loan à, trong cô Tư á là em cho cô Tư á là xài cái khớp này đi. Tại vì á, là chị Ngọc á, là bán cái khớp này á, là rất là chạy. Cái thứ nhất là ở trong đây á, là nó là glucosamine dạng nước. Và nó là có sụn cá mập luôn ở trong đây. Rồi nó có thành phần vitamin D3 để làm cho cái xương của mình chắc khỏe. Tại vì á, là khi á, mà mình á, bị té, mình càng lớn tuổi là cái xương của mình á, là nó không có chắc khỏe. Thì á, là mình uống vô
thì là nó, cái xương của mình nó chắc khỏe thì là mình sẽ không có dễ bị gãy xương gãy gì hết. Với lại là cái trong đây là nó có chất nhờn glucosamine, mà cái lượng glucosamine nó tới 2000 mg lận, cho nên là khi mà khách của chị Ngọc á uống cái này á là nó làm giảm đau nhanh hơn viên rất là nhiều luôn. Cái viên á là nhiều người á là không chịu, là mình uống vô á là một hồi á là nó sẽ giữ nước đó, giống như cái gương mặt của Ngọc là Ngọc đang uống thuốc á, và chị về thần kinh đó thì á là Ngọc bị giữ nước, cho nên là cái mặt mặt của Ngọc á là mặt sưng á, chứ còn không phải là mặt mọc đâu. À, mặt Ngọc là bị sưng đó. Thì Bích Lan Võ em nói cô Tư uống cái này một ngày 2 lần, mỗi một lần 15 ml, và mình uống cho Ngọc hết chai. Hết chai là một liệu trình là mình ngưng luôn. À, chứ còn á nhiều khi á có nhiều người á uống mới có nửa chai là nó đã hết đau, nhưng mà theo như Ngọc á, mình đã mua tốn tiền thì là mình phải ráng làm sao mình uống cho nó hết chai thì là nó mới có tác dụng. À, và cái hũ glucosamine này á, là gần như hồi lúc trước là em hay bán thuốc, nhưng mà bây giờ em không có bán thuốc nữa, vì á, bây giờ khách em đa số là chuyển qua cái này, và cái này là không có bị đau bao tử, cho nên á, hả là mình uống vô tư. Rồi Loan em có lấy cho cô Tư cái này không? Chị Ngọc nói á, là uống cái này á, là cực kỳ ok luôn, uống cái này cực kỳ ok luôn, cứ sáng 15 ml, chiều 15 ml, là 30 ml đó là đủ nha. Đó, thì là chị nào á mà đang bị đau khớp mà đi đứng di chuyển khó chịu, mỗi lần mà mình đi bộ tí xíu thôi á là cái người của mình á là nó nhức mình nhức mẩy á, thì là mình nên chuyển qua cái dòng này, và cái dòng này đang là một cái dòng hot. À, mỗi một liệu trình á thì là chúng ta uống một cái hũ thuốc này là nó làm cho mình á là nhiều khi cả năm luôn á không có bị đau lại, giống như Ngọc năm ngoái Ngọc bị đau cái khớp gối á, Ngọc uống cái này nè đâu bị đau lại đâu nha. Thảo Thảo em nhắn cho con Loan nó lấy luôn. Rồi chụp chụp rồi. Rồi cái này với cái này á là nó là một bộ, nhưng mà cái hũ kem màu đỏ này nè là nó đang hết hàng. Dạ. Cho nên á là em chỉ còn có một hũ, còn cái tip này á thì là em còn nhiều. Dạ, và cái tip này á là nó là sữa rửa mặt Estée Lauder, làm trắng da, mịn da, săn cơ, xe khít lỗ chân lông, và cái đỏ, cái tip màu đỏ này á là nước giá 730 em ơi. 730. Có chỗ nó bán cái đó 800 ngàn luôn á Loan. Chị Ngọc bán cho em là bán rẻ đó, có chỗ nó bán 800 ngàn cái hũ đó đó. Chị Ngọc bán là rẻ đó. Có chỗ nó bán 800, 830 luôn á. Rồi, cái tip rửa mặt Estée Lauder là cái dòng này nó là dòng mới nhất nha mấy chị. Và rửa là sáng da, mịn da, và nó làm cho da của mình nó căng, se khít lỗ chân lông, và nó săn cơ, nâng cơ. Rồi cái này cũng vậy, nhưng mà cái này thì là nó là chống dưỡng da, chống lão hóa. Là cái này với cái này á, là nó là một Ngọc, cái này với cái này á, là một bộ. Dạ em cảm ơn chị Minh Hằng Nguyễn. Dạ nó là một bộ. Thì á là ngày hôm nay, tại vì cái hũ này á bình thường em bán với giá là 1,6 triệu, nhưng nếu mà ai mà lấy cái hũ cuối cùng này của em á, Ngọc chỉ để cho người đó với giá là 1,450 triệu thôi, là Ngọc bớt 150, là coi như là Ngọc bán về tiền bằng Ngọc mua cái giá ở bên Mỹ á. Vì cái hàng này á là ở bên Mỹ hiện giờ nó đang hết hàng á, và Ngọc cũng chỉ còn có một hộp thôi. Mà cái này á, nếu như da của người nào mà trắng rồi á thì là mình dưỡng á là nó làm cho cái da mặt của mình nó căng, nó mịn và nó đẹp lắm. Hồi lúc trước Ngọc bán cái này nhiều lắm, khách Ngọc mua quá trời luôn. À, bây giờ á, là không còn một hộp nữa hết đó, còn đúng một hộp. Rồi còn cái này á, là giá 800 ngàn nha. Tiếp sữa rửa mặt này á, là 800 ngàn. Thì là gì cơ? Là Ngọc còn cỡ khoảng 12, 13 tiếp gì đó. À, thì nếu mà người nào á, mà có lấy một tiếp này á, là 800 ngàn. Và nếu như người nào á mà đã rửa cái sữa rửa mặt của Estée Lauder mà cái dòng lụa này rồi á là phải nói rằng là cực kỳ thích luôn. Tại vì á là nó làm trắng da, mịn da, và mỗi một lần mình rửa xong á là cái da của mình á là nó căng bóng lên luôn á. Dạ, và khách của em bây giờ á là chốt cái này á là rất là nhiều luôn. Dạ. Chốt cái này á là rất là nhiều luôn.
Thì chị nào là có muốn lấy thì lấy. Em chỉ còn có 12 tiếp thôi nha mấy chị. Dạ, em về là 20 tiếp, nhưng mà từ hôm qua tới giờ á là khách lấy hết là 8 tiếp. Bây giờ á là chỉ còn có 12 tiếp thôi. Thì nếu mà chị nào mà muốn xài. Dạ, son dưỡng thì đang về chị. Son dưỡng của em đang về. Về là em giao liền cho chị. Cái son dưỡng Imagi đang về nha chị. Trời, về là em giao liền à mấy chị ơi, mấy chị yên tâm đi. Dạ, em không có giữ hàng đâu. Trời ơi, cái hũ này á, là em bán cho mấy chị triệu tư 50 là quá rẻ luôn. Dạ. Mascara, son dưỡng, kem cổ hay là cái gì đó là cũng đều đang về hết. Là bởi vì năm nay á, là hải quan nó khó, cho nên là nó về hàng rất là chậm. Dạ, chứ nó không có nhanh giống như lúc trước. Lúc trước á, thì là mới có 5 ngày thôi á, là em đã có hàng rồi. Mà bây giờ á, là 10 ngày rồi á, mà chưa có hàng á. Dạ, có mascara luôn. Rồi, cái hũ này em còn có một hũ, cho nên là em mới bán. Rồi, Ngọc nhớ mà, Ngọc nhớ chị Thu Nguyễn có đặt bột son dưỡng. Về tới em giao liền. Rồi, cái sữa rửa mặt Estée Lauder. Người nào mà không rửa cái tiếp này á là uổng dữ lắm luôn nha. Tại vì cái dòng này nó là dòng mới nhất, và nó dưỡng và nó làm cho cái da mặt của mình đẹp dữ lắm. Dạ, đẹp hơn là cái tiếp xanh hôm bữa em bán luôn. Bởi vì dòng này nó là dòng mới, nó chiết xuất từ lụ, cho nên là khi là mình rửa mặt á là cái da mặt của mình nó là nó đẹp lắm và nó không có hao. À, Thảo Quyên Lê có mascara. Dạ, từ từ chị, nếu mà có em sẽ giao nha, chứ còn bây giờ thì là chưa có. Giờ là chưa có, có em sẽ giao. Dạ. Rồi bây giờ á là Ngọc qua tới cái mẫu khác ha. Dạ. Rồi bây giờ cái này chưa có ai chốt. Với lại á, cái kem này á là hiện giờ á là ở shop là chỉ còn có 4. Rồi. Cái cái này nó là dòng trưởng trắng chứ không phải là dòng cái dòng kem vàng ha. Còn kem, có kem chống lão hóa Olay hay không? Dạ có chị. Dạ có. Nếu như mà người nào á, này là kem trắng nè. Dạ có. Kem chống lão hóa Olay, dạ có. Mà chị Mỹ Dung, chị có muốn lấy dòng kem cao cấp không? Nếu như mà chị muốn lấy dòng kem cao cấp á, là chị lựa những cái hũ này nè, là của Estée Lauder thì là nó hơi mắc đó. Còn không đợi con lấy cho cô bộ vàng với bộ đỏ trong đó đi. Còn không thì là mình xài Olay. Olay thì nói chung là nó dòng thường thôi chứ nó không phải là dòng cao cấp. Dạ, là em có hai bộ. Là da mặt của Mỹ Dung là có bị nám không? Da mặt của Ngọc, da mặt của em có bị nám, bị tàn nhang, bị đồi mồi không? Hay là da mặt của em bình thường? Nếu như mà da mặt của em á, mà có tàn nhang, có lão hóa và có giống như là nếp nhăn nhiều, nếp chân chim nhiều, thì là chúng ta xài á, là cho Ngọc là cái bộ đỏ này. Dạ. Dạ, là mình xài cho Ngọc cái bộ đỏ này. Và cái bộ đỏ này á, là mình xài được á, là ngày và lẫn đêm luôn nha. Là mình có thể xài ban đêm lẫn ban ngày. À, nếu như mà người nào á, nhưng nếu mà ban ngày thì là mình bôi kem thôi, mình không bôi serum nha mấy chị. Serum thì là mình dùng để dành cho ban đêm. Tại vì cái một cái serum này á, là nó cũng không có nhiều. Nó chỉ có 50ml thôi. Là nó chỉ đủ để sử dụng cho mình vào buổi tối. Và Ngọc thấy á, là nếu mà chúng ta dưỡng kem á, là chúng ta dưỡng ban đêm á, thì là cái mặt của chúng ta nó nhanh thấy kết quả hơn là ban ngày. Còn nhiều khi ban ngày á, là mình cứ hay
chạy tới chạy lui rồi mình làm á, cái mồ hôi. À, nếu không có nám thì chị xài cho Ngọc bộ màu vàng. Dạ, bộ này nó là kem dưỡng da chống lão hóa và làm săn cơ, se khít lỗ chân lông, và nó làm cho da mặt của mình nó trắng, nó mịn và nó đẹp. Nếu như mà mình có điều kiện hơn nữa đó thì là mình mua cho Ngọc nguyên một bộ. Đây là nó đi chung nguyên một bộ như nè. Mà bản thân Ngọc thì là Ngọc đang xài cái tiếp sữa rửa mặt Olay này. Tại vì trong Ngọc thấy trong đây nó có thành phần vitamin C, là nó nuôi dưỡng làn da của mình và nó làm cho da của mình nó là nó đẹp, nó mịn. Cho nên là em thích xài cái này. Đó. Dạ, một bộ này của Ngọc nó là 1.130.000. Thì là chúng ta rửa mặt, mà mình đừng có thấy cái tiếp này nó nhỏ nha, nó rửa cậu có 4 5 tháng mới hết á. Em rửa từ đầu năm tới giờ á mà nó còn quá trời luôn. Tại vì á là trong đây nó có mấy cái hạt li ti á, khi mình rửa đó là mình massage thì là nó sẽ làm cho cái da mặt của mình nó là nó mịn. Xong sau đó buổi tối mình đi tắm xong á thì là mình bôi cho Ngọc cái serum, nhưng mà Ngọc chỉ cho chị Mỹ Dung nha. Rồi, một nguyên bộ là mình xài cái này 1 tiếng rưỡi đồng hồ sau là mình mới bôi kem nha, chứ còn không xài cùng một lúc nha. Ngọc nói, Ngọc dặn rõ mấy chị trên live là xài cái này trước 1 tiếng rưỡi, sau khi nào mà nó khô rồi á là mình rờ lên trên cái mặt của mình á, là mình thấy cái không còn một miếng serum nào ở bên ngoài á, là bắt đầu mình bôi kem rồi mình đi ngủ đó. Thì là bao giờ cũng vậy, rửa mặt, bôi serum, bôi kem. Nhưng mà hai cái này á, là phải cách nhau ra 1 tiếng rưỡi nha. Chứ mấy chị mà bôi chung với nhau á, là nó không có tác dụng. Rồi, một bộ nếu như ai á, mà mua một bộ là 1.130.000. Còn nếu như mà mua lẻ đó thì là cái tip này là 208. Cái này 450, cái này 450. Nhưng mà mình mua như vậy á, thì là mình sẽ được lợi được 5-60 ngàn. Nếu như mà ai mua nguyên một bộ thì lời được khoảng 5-60 ngàn. Mà cái bộ Olay màu vàng này á, là em nói là em bán chạy dữ lắm luôn á. Nếu như da của người nào á, mà không bị lão hóa á, không bị nám nhiều, không bị tàn nhang nhiều á, thì là mình xài cái Olay C này nè, bao đẹp luôn. Rồi chốt và chuyển hộp đi, một bộ đi con. Dạ, cái bộ này á, là em nói là em bán là không biết bao nhiêu bộ luôn á. Là bởi vì á, là cái bộ này á, xài á, nó trắng da. Những người nào á, mà thích cho cái da của mình nó mịn màng và nó trắng thì là mình xài cái bộ này. Dạ, cái bộ này á, là nói chung là cực kỳ ok luôn. Dạ. Dạ, cái này của Mỹ chị. Cái Olay này á, là của Mỹ chị. Made in USA. Made in USA. Và trong cái này á là nó có thành phần á là chống ngăn ngừa nám, vitamin C. Nói chung là rất rất là nhiều những cái thành phần mà nè, đây nè, USA nè. Dạ. Trời ơi, nói chung á là người nào mà đã quen xài bên trang của em rồi á là biết em á là không có phải á là bán. Chốt thêm 2 hộp Olay không lấy bộ. À, là chị lấy thêm 2 hộp Olay màu vàng mà không có lấy bộ đúng không? Rồi. Rồi, ok. Là chị lấy thêm 2 hộp vàng này nè mà không có lấy bộ. Là có nghĩa là chị không có lấy serum như chung nha. Chị ơi, da em hồi nám và không đều màu. Nếu mà da em á, mà không bị nám, da em hơi nám và đều và không đều màu là mình xài bộ đỏ nha em. Mình xài bộ đỏ thì nó ok hơn. Còn cái bộ vàng này á, là ngoại là cái có nghĩa là cái da của mình á, là nó không có bị một cái nếp tàn nhang đồi mồi nào hết thì là mình mới xài được cái bộ vàng. Còn nếu mà da em hơi nám và không có được đều màu quá thì là mình xài cái bộ đỏ này cho Ngọc nha. Dạ, mình xài cái bộ đỏ này. Bộ này thì là nó thiên về dòng á, là nó thiên về á, là dưỡng cho da nó đều màu đó. Đối giống như là nếu như mà người nào á mà cái túi tiền của mình nó vừa phải thì là Ngọc thấy là cái Olay xài á, là cũng đã rất là ok rồi. Thì đó là nếu mà da người nào mà bị nám và bị đều mà không có được đều màu á, thì là mình xài bộ đỏ này cho em. Và cái bộ đỏ này á, là mấy chị có thể xài luôn cả ban ngày. Nhưng mà tại vì biết vì sao mà em không có cho mấy chị xài ban ngày không? Tại vì ban ngày á, là mình xài á, là nhiều khi á là mình hay đi ra ngoài đường. Rồi á, nhiều lúc á, là mình hay
Không có. Em nói á, là nếu mà mấy chị mua vô kem của em về xài á mà nó bị kích ứng, gửi là lên trả lại cho em trả tiền lại cho mấy chị. Khi em bán ra cho mấy chị, em phải có trách nhiệm với mấy chị. Dạ. Em bán ra hàng ra cho mấy chị là em phải có trách nhiệm với mấy chị. Nếu như kem của em bán ra cho mấy chị mà có vấn đề gì là Ngọc sẽ lấy. Chị Mỹ Dung là có nghĩa là sao chị? Là em lấy một bộ là bao gồm vừa sữa rửa mặt rồi vừa kem dưỡng với lại vừa serum, rồi chị lấy thêm hai cái Olay nữa đúng không hay là sao chị? Bây giờ gọi cho chị đi, chị có số điện thoại đó. À là có nghĩa là chị lấy một bộ đỏ với một bộ vàng là bỏ cái sữa rửa mặt ra đúng không? Tại vì cái sữa rửa mặt màu đỏ đó là mấy chị xài chung vô cái này nè là nó được rồi, tại vì á, là trong tất cả những dòng sữa rửa mặt á, dòng này á, là tốt nhất. Dạ, dòng này nó là tốt nhất rồi đó, đúng rồi đó, đúng rồi đó. Rồi à, chị Hà Võ xài dạ không bị dị ứng kem, mấy chị xài cái này nó là của Mỹ. Dạ, mấy cái này á, là nó là của Mỹ cho nên là bao xài cho mấy chị luôn, xài mà nó còn làm trắng da, mịn da và se khít lỗ chân lông, và những cái này á, tất cả đều là của Mỹ hết cho nên là mấy chị yên tâm nha. Gì con? Và trong đây nó có còn nó có thành phần vitamin E nữa, nó làm đẹp da, sáng da, trắng da. Nói chung trong đây á, rất là nhiều chất và nó có độ chống nắng là 25 độ. Serum là 450 chị Kim Tịnh. Serum là 450. Serum vàng, serum đỏ gì cũng vậy. Nếu như mà da chị của chị Kim Tịnh á mà nó là da mà thuộc dạng và da bị nám á, bị tàn nhang đồi mồi á thì là mình xài cái màu đỏ. Còn nếu mà cái da mặt của chị nó đẹp rồi á thì là xài cái serum màu vàng. Dạ, serum màu vàng nó là serum C, là nó làm cho da của mấy chị á, là trắng và chống lão hóa. Dạ, và làm cho đẹp da. Đó. Thì tùy vô mấy chị. Thì tùy vô chị Kim Tịnh là hiện giờ á, là cái làn da của chị á, là nó như thế nào. À, chị chỉ cần nói cho em á, thì em biết là em tư vấn cho. Là mình phải xài cái gì á, là nó mới hợp. Nếu mà da của chị là da đẹp rồi á, thì là xài cái serum màu vàng. Dạ. Xài á, thì là mình xài luôn chung với hũ kem của nó đó. Thì nó sẽ ok hơn. Ủa, mới cái hũ kem màu vàng để đây đâu rồi. Serum là 450 ngàn. Serum với kem là bằng giá với nhau. Đó, đây. Thường khách của Ngọc á là nếu mà nhà ở nhà của mình mà còn sữa rửa mặt thì không cần mua sữa rửa mặt. Còn không á thì là mình mua sữa rửa mặt của một bộ của nó như vậy nè. Và Ngọc nói luôn là kể cả mình không xài kem cùng với một bộ với lại sữa rửa mặt C này, nhưng mà mình vẫn có thể là mình dùng cái sữa rửa mặt C. Mấy chị biết sao không? Là tại vì á là cái sữa rửa mặt C này á, nó làm cho da của mình á là nó trắng da, nó chống lão hóa và nó làm cho cái da của mình nó là cực kỳ đẹp luôn. Đây. Mà nó có 200 270 ngàn hay 280 gì đó, em không nhớ. Dạ. Mà cái sữa rửa mặt này á, là trong đây á, là nó có những cái hạt li ti, thì khi mà mình rửa đó là mình massage vậy đó thì nó sẽ làm cho cái da mặt của mình nó là rất là đẹp luôn. Đây. Dạ. Chỉ có 200 mấy chục ngàn thôi. Rồi chị Kim Tịnh, chị lấy cái serum nào? Nói chung là serum với kem là đồng giá với nhau. Serum là 450 và kem là 450. Dạ. Thì á, là tùy mấy chị. Nếu mà da ai đã đẹp rồi á, không bị nám, không bị tàn nhang, không bị đồi mồi á thì á, là mình xài bộ màu vàng. Còn nếu mà da ai mà bị lão hóa nhiều quá và bị nếp chân chim, bị nhăn rồi bắt đầu bị nám, bị tàn nhang nhiều thì là chúng ta sẽ xài qua cái bộ đỏ. Nhưng em chỉ cho mấy chị xài nha, là buổi tối mấy chị rửa mặt giùm em trước, xong rồi vô á mấy chị bôi giùm cho em cái chai serum này trước. Cái chai serum này bôi khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ rồi bắt đầu mấy chị mới đề ba mấy chị được bôi kem nha, chứ còn mấy chị không có bôi cùng một lúc. Phải đợi cho cái serum này nó khô, nó thẩm thấu hết vào trong da của mình á thì là mới bắt đầu mình bôi kem nha.
Thì đó là cái đó là mình xài mới đúng. Chứ còn vừa mới bôi cái này xong rồi bôi cái này lên là nó lẫn lộn chung với nhau á, là nó không có đạt được hiệu quả, mà mình phải đợi cho cái serum nó khô. Mà cái serum này nhanh khô lắm mấy chị. Cái serum này á, là mình bôi vô á là chừng lối 15 hoặc là 20 phút là mình thấy là cái da mặt của mình á là nó khô liền luôn. Máy á. Rồi. Rồi. Với lại á, là ở đây bây giờ á, là Ngọc còn á, cái này. Sao vậy? Sao? Rồi, cái hũ kem này á là phải nói rằng là number one luôn. Nếu như mà người nào á mà có điều kiện á, mấy chị biết á là cái hộp này bình thường á 50 ml á là đã 1,9 triệu rồi. Mà bây giờ á là mình tặng thêm á là 25 ml nữa. Thì á là cái hũ này á là nó là vẫn là giá 1,9 triệu nhưng mà mình được tặng thêm 25 ml. Và cái hũ này á em còn về được có khoảng 12 13 hũ gì đó là coi như là đứt hàng luôn. Là sau này về á là chỉ có 50 ml thôi. Và có bao nhiêu hũ 75 ml á là em hốt hết. Tại vì á là lợi được lợi cho khách hàng của em, cho nên á hả là em lựa. Và cái này đó nó làm săn cơ, trẻ hóa da, và giống như là những người nào mà da bị nám, bị tàn nhang, bị đồi mồi mà bị những cái nếp nhăn á li ti á, thì là khi mà mình bôi cái này nè, nó sẽ làm cho cái da của mình nó là nó căng bóng và mịn, và nói chung là cực kỳ đẹp luôn cái hũ này. Và cái hũ này á là ngày hôm nay á là giá 75 ml á mà có 1,9 triệu nè, là mình lợi được 25 ml mà mình không có bị lên tiền đó. Cho nên là khách của Ngọc có là mua cái hũ này từ bữa giờ á, em mua cái hũ này về á chắc cũng phải cả 100 hũ á, mà mua về tới đâu á là khách lấy tới tới đó. Nó quá đẹp luôn. Cái dòng kem dưỡng này á là nói chung á là nó là số 1 luôn, và dành cho những cái làn da nào á mà lão hóa, mà bị nám, bị tàn nhang, bị đồi mồi, và cái da của mình nó là nó bị chảy xệ và nó không có được săn, không có được chắc. Đây mà mấy mấy chị nhớ nha, cái hồi năm ngoái á là em bán của cái dòng 2020 á mà có 50 ml thôi, mà nó đã mà em đã bán cho mấy chị là 1,9 triệu rồi. Còn cái năm nay á, là nó là của dòng 2022, thì là cái dưỡng chất ở trong cái hũ này á là nó nhiều gấp mấy lần luôn so với lại là năm ngoái, và nó có nhiều công dụng hơn. Nó làm tái tạo da và nó làm cho làn da của mình á là nó mịn, và nó làm cho mình á là không có bị giống như là da của mình á bị trùng, bị chảy xệ. Dạ, rất là đẹp luôn. Và nếu như mà ai mà mua còn cái đợt mà Ngọc còn 75 ml á thì là mình lấy đi. Là mình lấy đi, bởi vì cái hũ này Ngọc chỉ còn có 12 hay 13 hũ thôi là hết rồi. Cho nên á là nếu như mà người nào á mà không lấy á thì là em thấy là rất là ổn luôn. Bởi vì cái hũ này á là năm ngoái 50 ml mà đã là 1,9 triệu với 1,9 triệu 50 rồi. Mà năm nay á là được 75 ml, là có nghĩa là mình được lợi kem 25 ml nữa mà giá vẫn không thay đổi. Là đây á là cái cơ hội để cho rồi có ai lấy này không? Trời ơi, cái này á hả là Ngọc nói không phải là Ngọc khen, mà là khách của Ngọc á là mua cái hũ này về á, và bản thân Ngọc ở trên lầu á là cũng xài. Dạ. Gì sao? Bản thân Ngọc ở trên lầu á là Ngọc xài cái hũ này nè, mà Ngọc thấy nó đã gì đâu á,
mình bôi xong buổi sáng hôm sau mình rửa mặt á, trời ơi cái da nó mịn mà nó căng nó bóng đã gì đâu luôn á trời. Và mấy chị biết á, một hũ này có 1,9 triệu mà mình xài còn có 6 tháng 7 tháng mới hết á, thì là mình chia đều ra một tháng mình đâu có nhiêu tiền kem đâu mấy chị, thì là mình lựa được những cái dòng kem cao cấp, nó trị nám tàn nhang đồi mồi, chống lão hóa da, săn cơ, xóa mờ nếp nhăn. Dạ, mà đợt này là 75ml luôn nha. Đó, cho nên là nếu mà người nào á, mà không chốt 75ml á, thì em thấy á, là uổng. Tại vì á, là dạ, bôi buổi tối với ban ngày đều được hết chị. Cái này á, là bôi tối hoặc ban ngày đều được hết chị Lan Bùi. Mà cái hũ này á, là năm ngoái á, em bán 50ml không là 1,950. Mà năm nay là nó tặng thêm mình 25ml nữa mà giá không thay đổi. Có 1,9 triệu thôi. Thì bởi vậy là khách của em á, chị mấy chị biết á, là bữa giờ á, lấy cái hũ này á, về á, là coi như là phải hơn 100 hũ rồi đó. Và hiện giờ ở shop chỉ còn có 12 hũ thôi, hết rồi đó. Và cái này là em mua ngay tại cửa hàng Estée Lauder. Dạ, nếu như mà mấy chị xài cái này, Ngọc bao xài luôn cho mấy chị nha. Nếu mà xài về á, mà nó không giống như những gì Ngọc quảng cáo, bôi lên mà nó không có căng da, không có mịn da đó, là em đền tiền lại cho mấy chị. 1,9 triệu đối với em không phải là cái gì mà quá lớn lao đâu. Cho nên á, là tại vì em là muốn đem lại cho mấy chị á, là những cái dòng kem ok, tốt. Dạ. Và nó chống lại nếp nhăn, chống đồi mồi, giảm nám, xe khích lỗ chân lông, và nó làm nâng cơ, săn cơ. Tại vì thông thường á, những cái dòng dưỡng của Estée Lauder á, xài sướng lắm. Dạ. Mình thật sự mình thấy là nó chịu 1,9 triệu. Nhưng 75ml này á, là mình chia đều ra là mình xài còn có 6-7 tháng mới hết. Thì là chạy ra một buổi tối á, là một ngày mình xài đâu có nhiêu tiền đâu. Chia ra một ngày mình không xài không có nhiêu tiền hết á. Tại vì một cái hũ này á, là nó nhiều dữ lắm. Tại vì nó tới 75ml lận. Chị Lan Bùi xài đi. Em nói rồi, em bán cái hũ này cho khách em từ hồi năm ngoái cho tới năm nay á. Chưa ai chê luôn á. Đây. Dạ, mà nhất là cái hũ là phải hũ màu vàng này nè. Đó, đó, cái hũ màu vàng này nè, chữ đỏ nè. Đó, cái, bôi cái hũ này. Cái này bôi tối được, bôi ban ngày được luôn nha. Cái này là bôi tối, bôi đêm, bôi ngày được luôn. Nếu mà ban ngày á, là mọi người không có đi đâu á, là mình có thể bôi ban ngày. Dạ, còn không thì là em thấy dưỡng buổi tối không là đủ rồi. Là tại vì ở trong đây á, là cái dưỡng chất nó nhiều dữ lắm. Dạ, mà mình bôi luôn cả ban ngày thì em thấy hơi phí. Bôi buổi tối thôi, là buổi sáng dậy là mấy chị thấy cái da của mấy chị khác liền à. Rồi chị Lan Bùi có lấy không? Vì Ngọc á, còn có 12 hộp thôi, chứ còn không phải là 120 hộp là 75ml á. Chứ còn qua 75ml này rồi á, là nó không còn cái dòng 75ml đâu. Lâu lâu nó mới tặng cho mình chứ nó không có tặng hoài. Dạ, cho nên là người nào á, là mua ở cái giai đoạn này á, thì là mình sẽ mua được cái dòng 75ml. Còn không là không có nha. À, chị Mỹ Lệ một hũ. Chị Lan Bùi, nói chung là còn có mười mấy hũ à chị ơi. Mỹ Lệ khách cũ hết mới vậy. Dạ, nó còn có 12, 13 hũ à chị Lan Bùi. Lan Bùi một hộp rồi. Còn ai nữa? Dạ, còn ai nữa mấy chị? Tại vì á, là cái này á, là không có nhiều đâu. Ít à. Dạ. À, cho nên á, là em thấy á, là cái dòng này á, là em bán từ năm ngoái đến năm nay á, là khách hàng á, là chịu dữ lắm luôn. Cho nên á, hả người nào mà không mua á, là ổn dữ lắm. À, tại vì nó tới 75ml mà cái kem này á, là xài không có hao nha mấy chị. Cái kem này á, là mình xài không có hao. Đây, để em mở ra cho mấy chị coi. Coi trong tin nhắn nè. Nè, đây, nó không hao nha. Một hộp này á, mấy chị xài á, ít nhất á, đây. À, dòng kem của nó là như vậy nè. Dạ, mình bôi từng một tí xíu thôi. Dạ. dạ, chị Lan Bùi. Dạ, mỗi một lần á, là mình bôi một tí xíu thôi. Và mình bôi xong rồi á, là cái buổi sáng hôm sau á, là mấy chị á, đi tắm lên á, là mấy chị á, là thấy là cái làn da của mấy chị á, là nó đẹp. Nó căng lắm. Dạ, cái này á, là buổi sáng xài á, nó căng lắm. Rồi, vậy là Ngọc còn có đúng 10 hộp thôi nha. Là chà hộp 75ml á. Cho nên là người nào á, là có muốn lấy thì là mình tranh thủ mình lấy đi. Chứ để không á,
là mai mốt á là nó sẽ còn có bạn có 50 ml thôi. Tại vì cái bảng 75 ml á nó tặng á là em lấy hết trơn rồi. Và hôm bữa là còn mười mấy hộp là em thu. Em thu hết luôn rồi. Dạ. Rồi còn người nào nữa không? Là còn có 10 hộp 75 ml thôi nha mấy chị. Còn nếu như mà về sau về nữa thì nó về chỉ được có 50 ml thôi chứ không có 75 ml. Nên là những người nào á là mình xài 75 ml thì là mình được lợi kem. Giá tiền không thay đổi mà mình được tăng thêm 25% kem. Thì á là mình xài được tới 6-7 tháng. Hũ trắng qua. À, cái này là hồi lúc trước là Phúc Linh Vũ mua rồi. Hồi lúc trước là em mua cái hũ này rồi, 50 ml. Và cái hũ này là hũ không qua đâu, kem trắng da. Hũ trắng hôm qua là đâu chỉ chớp mà chốt cái hũ trắng kia. Là một á em. Là một á là cái hũ này nè, là em chốt cái hũ này nè. Hũ này là dưỡng da chống lão hóa, làm săn da nâng cơ. Với lại là giống như là những người nào á mà cái da của mình á là nó không có được căng, nó không có được mịn, mà làn da của mình bắt đầu á là nó bị chảy xệ, rồi á là nó không có săn cơ, thì cái hũ này á là nâng cơ, trẻ hóa da, rồi những cái nếp nhăn li ti ở trên cái gương mặt của mình á là khi mình xài á là nó, đây nè mấy chị thấy em xài không đó. Cái trán của em nó bóng lưỡng luôn vậy đó, mà cái hũ này á là nó đã lắm. Dạ, bữa là Linh Lê lấy cái này nè, Linh Lê lấy cái hũ này nè. Dạ, thì là bây giờ cái hũ này á là em chỉ còn được có hũ xanh, còn hũ xanh là trắng da. Nếu mà Phúc Linh Vũ muốn xài hũ xanh á thì xài cái hũ trắng này cho Ngọc đi. Cái hũ trắng này á là nó được lợi kem hơn, mà cái hũ này á thì là khách Ngọc á thì thấy là nó khen nhiều hơn, mà nó được 75 ml luôn. Cái hũ này á thì là nó thiên về trắng da. Hũ đó với hũ xanh khác nhau. Hũ xanh làm trắng. Hũ xanh làm trắng và cũng là dưỡng da chống lão hóa. Hũ xanh là xài được ban tối, còn hũ vàng này là xài ban ngày. Nhưng nó hũ vàng này vẫn xài được buổi tối luôn. Dạ, hũ vàng này là xài tối và xài ngày. Còn cái hũ xanh đó là chỉ dưỡng vào buổi tối thôi chứ không dưỡng ban ngày. Hũ xanh đó là nó là dưỡng da chống lão hóa. Thì là nó đi cặp. Nó đi một cặp chung với lại cái hũ này. Thì là cái này á là nó sẽ dưỡng ngày, còn cái hũ xanh là dưỡng đêm. Nhưng hũ xanh thì nó chỉ có 50 ml thôi, nó không có 75 ml. Con xuống con lấy cũng phải lên lần này. Ủa? Ai? Ở dưới mày lên đâu có xanh nào không hả? Mày lên đâu có lấy cái hũ xanh nữa không? Dạ. À, cái này á là nó làm là chống lão hóa da, săn cơ, nâng cơ, xe khít lỗ chân lông, giảm mụn và giảm nếp chân chim. Là mấy chị thấy là em xài nè, bản này em đang xài cái hộp này nè, là cái da mặt của em á đó, mấy chị thấy á cái trán em á, đó nó không có ấy luôn. Dạ, cho nên á là cái hũ này á là nó đã nổi tiếng từ hồi năm ngoái năm kia rồi. Dạ, rồi bây giờ năm nay á là nó còn nhiều dưỡng chất hơn nữa. Rồi bán cho mình một hũ vàng. Rồi một hũ vàng được ngô. Rồi Linh Lê, em có muốn hũ xanh, hũ xanh còn. Xuống lấy cái hũ xanh lên đây thôi. Hũ xanh làm bữa là ai lấy. Rồi một hũ vàng được ngô. Rồi còn ai muốn lấy hũ vàng nữa. Dạ. Nói chung là hũ vàng này á là nếu mà mấy chị mua đợt này á là mấy chị sẽ mua được là 75 ml. Nhưng mà qua cái đợt này rồi á là nó không có 75 ml nữa nha. Nó chỉ có 50 ml thôi. Là 50 ml không là 1.9 triệu, năm ngoái em bán 1.950 triệu luôn á. Năm nay là rẻ đó. Mà cái hũ này á Ngọc nói thật á là nó xài đã lắm. Nó dưỡng chống lão hóa da và làm mờ nếp chân chim, và nó làm cho cái da của mình nó căng, nó bóng và nó mịn lắm. Ai mà không xài rồi á, chứ còn đã xài rồi á là ghiền cái hũ này luôn. Rồi còn người nào lấy không? Là còn có 9 hũ thôi nha mấy chị.
là em còn có 9 hũ thôi. Thì á, là chị nào á, là có muốn lấy thì lấy 9 hộp thôi. Mà mấy chị á, chia đều ra cho một cái hộp 75ml này á, là mấy chị xài ít nhất phải 6 tháng cho đến 7 tháng. Thì á, là mấy chị chia đều kem ra. Với giá tiền á, thì là mỗi một tối mình đánh đâu có nhiêu tiền đâu. Tại vì mình số tiền mình bỏ ra ban đầu hơi nhiều. Nhưng mà á, tại vì những cái dòng dưỡng của Estée Lauder á, nó làm căng da và nó làm mịn da dữ lắm. Ai mà không dưỡng của Estée Lauder thôi nha, dưỡng rồi á, là coi như là chỉ có muốn dưỡng thôi. Xuống như lấy đi, xuống như lấy đi, xuống lấy đi. Rồi đừng, mình chỉ mua kem chỉ mua của bạn thôi. Dạ em cảm ơn chị được Ngô. Dạ nói chung là em bán hàng thì nói chung là em cũng là thấu hiểu cho khách. Là bởi vì á, là mình bán là mình phải có trách nhiệm với khách hàng. Nếu như mà em bán cho mấy chị trong cái quá trình mà mình xài á, mà cái kem á, mà nó không có ok á, thì á, là gửi lại cho em sẽ trả tiền lại cho mấy chị. Cho nên là mấy chị mua kem, với lại là em bán kem là em tư vấn rất rất là ok. Được không? Được, cũng bắt lên luôn đi. Má Linh thì lát nữa là đưa cho má Linh hũ này. Rồi. Dạ. Ai đổi vậy? Ai đổi này? Được ngon. Được ngon. Ủa không phải đâu. Đây. Kem này được mỹ phẩm hay hóa mỹ phẩm về ngọc? Dạ. Kem này nó là kem dưỡng của Estée Lauder, hàng của Mỹ chị. Và nói chung á, là mình chỉ sợ là nhiều khi là nó nhiều tiền quá mình ngán. Nhưng thật ra nếu mà mình chia đều ra cho nhiều tháng á, thì là hả lầm không. Vậy là con xuống mèo xuống đây à? Là mình á, là cái này nó là mỹ phẩm, mỹ phẩm là kem dưỡng làm cho làn da của mình nó là không có bị lão hóa da. Nó làm cho da của mình nó đẹp, săn chắc, mịn màng và săn cơ. Tại vì khi mình càng lớn tuổi á, thì là cái da của mình á, là nó sẽ không có được căng và nó sẽ không có được bóng nè. Đó, mấy chị thấy là khi em xài là cái da của em nó căng ra chưa? Cái hũ màu vàng nè. Này. Dạ, cái hũ màu vàng xài á, là nếu như những chị nào á, mà không có xài kem á, là bắt đầu ở đây á, nó sẽ xuất hiện những cái nếp chân chim. Rồi á, bắt đầu cái má của mình á, bắt đầu nó sẽ bị chảy xệ. Rồi á, là cái làn da của mình á, là nó sẽ không có được á, căng bóng. Và đối với những người nào mà bị nám tàn nhang và đồi mồi, hoặc là những cái lỗ chân lông to nè, đó, mấy chị nhìn thấy. Và Ngọc dặn mấy chị nha, mấy chị đừng có lột mụn cám nhiều quá. Nếu mà mấy chị lột mụn cám nhiều quá là da, cái lỗ chân lông của mình á, là nó to lắm luôn á. Dạ, cho nên là hả, mình đừng có thấy là mình bị mụn cám. Mấy chị cứ để đi à, rồi á, là mấy chị bôi kem từ từ á, là nó khít cái lỗ chân lông lại á, là tự động là nó giảm. Nó không có bị cái lỗ chân lông to nữa. Dạ, chứ còn mấy chị mà cứ đi lột mụn cám, lột mà mình thấy ra mấy cái đầu mụn á, thấy thì khoái lắm. Nhưng mà mai mốt cái lỗ chân lông của mình càng ngày nó càng to. Còn mấy chị cứ để thí nó đi, rồi đó, từ từ á, là nó sẽ hết. Chứ mình đừng có cái thói quen mà mình cứ lột cái mụn cám hoài á, là nó sẽ không ok. Rồi, cái hũ vàng này á, là nói chung á, là còn không có nhiều. Cho nên á, là chị nào á, là có muốn lấy thì là mình tranh thủ lấy đi. Tại vì đợt này nó được tới 75ml lận. Mà 75 hả? Mà 75ml á, mà cái dòng kem này á, là cái này á, cái dòng này nó là dòng trắng da. Dòng này nó là dòng trắng da. Cái trắng da này á, là nó cũng giống như là cái hũ vàng vậy đó, nhưng mà nó thiên về trắng da. Và cái này á, là chỉ có xài đêm thôi nha mấy chị. Dạ. Cái này cũng 75ml. Nhưng mà nó là nếu như có chị nào á, là muốn làm cho mình á, là trắng da, săn cơ. Dạ. Chị gửi cho iBody cho em chưa? Gửi rồi em, gửi rồi. Dạ, chị Ngọc gửi rồi Duy Nguyễn. Ra. Nếu như mà cái da người nào á, mà không có được trắng,
Đây là lần đầu tiên là em thấy là Estée Lauder á, là nó ra cái dòng kem dưỡng trắng da. Dạ, chứ còn hồi lúc trước tới giờ thì nó không có làm trắng da. À, nó chỉ làm cho da của mình nó căng, nó mịn, nó bóng, chứ nó không làm trắng da. Còn cái hũ này á, thì là nó làm trắng da luôn. Dạ, đối với những cái làn da của ai á, mà không có được trắng á, thì mà nó cứ sạm sạm, rồi nói chung là nó không có đều màu á, thì là mình xài cái hũ này. Dạ, hũ này cũng 75 ml luôn. Nói chung là đợt này á, là ra bao nhiêu hũ 75 ml á, là em hốt hết. Dạ, mình là mua như vậy á, là mình lợi kem cho khách của mình. Dạ, và hũ 75 ml á, là phải đi canh dữ lắm mấy chị. Là tại vì bên Mỹ người ta mua cái hũ 75 ml rất là nhiều, chứ còn hũ 50 ml thì đầy. Đó, nhưng mà mình phải mua cái hũ 75 ml á, thì là mấy chị được lợi tiền. À, nó có 1,9 triệu nè. Dạ, tại vì á là nó ra nhiều khi nó ra được có chừng mấy chục hũ rồi thôi, chứ còn nó cũng không có ra nhiều nữa. Rồi cái trắng da này á thì là em mua được á là chỉ có 10 hũ thôi. À, dạ em chỉ còn có 10 hũ thôi. Thì nếu mà chị nào á là muốn cho cái da mặt của mình á là nó trắng, không bị tàn nhang, không bị lão hóa. Nói chung tất cả những dòng kem của Estée Lauder đều là dòng kem dưỡng da chống lão hóa, nhưng mà cái này thì là nó thiên về trắng da. Dạ, nó thiên về trắng da. Rồi cái này nè con. Nè con hỏi chị Mai Lê ấy, có lấy không? Chị đã không một hồi bán hết rồi á, là chị lại hỏi nữa. Rồi. À, cái hũ này á, là nó là trắng da, săn cơ, nâng cơ, se khít lỗ chân lông. Nếu như mà chị nào á, mà muốn hả Gì ta? nếu như mà chị nào á, là muốn cho làn da của mình nó trắng, nó đều màu á, thì là mình xài cái hũ trắng da. Dạ, thật ra là những cái dòng này á, là dòng nào á, là cũng là dưỡng dưỡng làm cho đẹp da, trắng da, mịn da và săn cơ, se khít lỗ chân lông, và nó làm cho cái da mình á, là nó không bị nhão. Nói chung là xài cực kỳ êm luôn á. Dạ, em thì là em đang xài cái hũ màu vàng này, tại vì cái da của em nó trắng rồi, mà cái công nhận á, là cái hũ màu vàng này á, là xài á, là nó đã dã man luôn á. Đây, dạ cái hũ này nè, trong tất cả những cái hũ dưỡng da thì là em thấy á, là em xài cái hũ này á, em thích ghê luôn á. Buổi sáng sau khi mình rửa mặt xong rồi á, mình thấy cái da mặt của mình nó căng như lòng trắng trứng gà vậy đó. Dạ hũ này nè. Dạ, nếu mà mấy chị không có thích trắng, còn mấy chị thích trắng thì là mấy chị mua cái hũ trắng, nhưng mà dưỡng nó cũng căng, nhưng mà cái này thì nó căng căng da hơn. Dạ, cái này thì là nó căng da hơn, và nó làm cho da của mình nó giống như là em bé vậy đó, nó căng giống như là mình đánh lòng trắng trứng gà. Bởi vậy á, là cái chai này á, là khách em mua nhiều lắm. Dạ, mua quá trời luôn. Rồi là hiện giờ á, là cái hũ màu vàng này á, là chỉ còn có 9 hộp, còn hũ màu trắng là em còn á, là 10 hộp. À, rồi chị nào á, là có muốn lấy, mặc dù kem Estée Lauder á, là nó mắc thiệt, nhưng mà nó xài đáng đồng tiền bát gạo mấy chị. Dạ, mình xài mình dưỡng á, là nó đẹp lắm. Mình dưỡng chừng lối 10 ngày 15 ngày thôi á, là mình đã thấy là nó đẹp rồi. Rồi bây giờ á, là chút xíu nữa. Bây giờ nó nặng quá, nó nặng quá, nó nặng quá. Rồi ở đây á là em còn má hồng, mà cái má hồng này á là cực kỳ khó mua nha mấy chị. Cho nên á hả, là những lúc nào mà mấy chị thấy em có bán á, là mấy chị mua đi. Tại vì á là đây, nếu như ai thường xuyên đánh tông cam và đỏ cam thì là mình xài má hồng màu cam. Mà cái này á là má hồng này á là nó đẹp dữ lắm. Để cất bớt hũ. Em xài đây nè. Em đánh son đỏ đỏ cam với lại son cam, cho nên á là em phải lấy má hồng màu cam đó nè. Đó thì đánh lên trên mặt của mình á thì nhìn á là nó đẹp. Em phải cất chứ để hồng hồi nó hết. Rồi em còn là 5 hộp má hồng màu cam. Những người nào á mà hay đánh đỏ cam, màu cam hoặc là cam đào thì là mình đánh má hồng màu cam. Và mấy chị thấy vậy chứ á, là mấy chị quệt lên trên mặt mấy chị á, là cái màu nó tự nhiên lắm và nó không có đậm. Và một hộp má hồng này á, cái này nó là hàng của Mỹ, mà là hàng nội địa của Mỹ. Và mấy chị biết là hàng nội địa của Mỹ á, là nó không có cho mình mua nhiều,
nó chỉ mua, nó chỉ bán cho mình về xài thôi, chứ nó không bán cho mình để mà mình kinh doanh. Cho nên khi mà em muốn mua cái này á là em phải nhờ tới 5-6 người đi mua lận. Dạ, em nhờ người nhà của em á, mỗi người đi mua một lần, nó bán có 5 hộp à. Dạ, mà nó đứt hàng liên tục à. Tại vì cái dòng kem này á, cái dòng phấn này á, đánh lên trên mặt á là cái màu nó trung thực và nó đẹp lắm. Và cái màu hồng, cái màu cam này á là phải nói là cực kỳ khó mua luôn đó. Cho nên là nếu mà chị nào á mà có xài má hồng màu cam á thì á là mình lấy đi. Em còn đúng 5 hộp mà bữa giờ á là em muốn mua thêm mà cũng không có, hết hàng. Dạ, cái này nó là mình check mã code ra là nó là made in USA. Dạ, made in USA. Cho nên là mấy chị á là yên tâm xài. Đây, made in USA. Dạ. Làm đây là mỹ phẩm làm ở trong nước Mỹ luôn. À, cho nên là đồ của làm ở trong nước Mỹ á thì là mấy chị là khỏi chê. Là nó an toàn tuyệt đối luôn. Còn á đây là cái này nó là tông cam nha. Người nào á mà xài tông cam á, em đâu có còn nhiều đâu chị, còn mười mấy hộp à. Dạ. Còn cái này á là nó là tông hồng. Tông hồng thì là em còn á là cũng 6 chai. Dạ. Cái này nó là tông hồng. Dạ, người nào á mà đánh tông hồng thì là mình xài. Một hộp má hồng này á, nói chung là hôm nay á là em còn mỗi thứ có mấy hộp thôi, cho nên là em bán cho mấy chị là 450 một hộp. Mà má hồng này á là của Mỹ, xài bao đẹp luôn. 450.000 một hộp. Dạ, mà đánh lên trên mặt đẹp cực kỳ luôn. Dạ, đánh lên trên mặt đẹp cực kỳ luôn. Dạ, đây là màu hồng, còn đây là màu cam. Đó, chị nào muốn lấy màu hồng thì lấy, chị nào muốn lấy màu cam thì lấy. Mà bữa trước á là em bán là 500 một hộp. Hôm nay á là mỗi thứ em còn có mấy hộp à. Cho nên là Ngọc bán cho mấy chị á là mỗi người á là một, mỗi một hộp là chỉ có 450 thôi, mà bao xài luôn cho mấy chị. Những cái má hồng này á, em nói thiệt á là mấy chị á là có đánh dòng nào đi chăng nữa là cũng không đẹp bằng dòng này đâu. Cái dòng này á là đánh lên á là cái màu của nó trung thực và nhìn nó đẹp lắm. Dạ, nhìn nó đẹp ơi là đẹp luôn. Rồi nha. À, chị nào á là muốn lấy tông hồng thì báo với Ngọc là lấy tông hồng. Người nào mà muốn lấy tông cam thì là báo với Ngọc là lấy tông cam. Tại vì mỗi một thứ là mình chỉ còn có mấy hộp thôi. Với lại á cái tẩy trang. Hả? À, cái thùng tẩy trang. À, Ngọc nói luôn là nếu như mà những người nào á mà có hay đi trang điểm hoặc là mình đi đâu á là bụi bẩn về á thì là mình có thể lấy một giấy, một miếng giấy ở trong cái tẹp tẩy trang á ra là mình lau cái mặt của mình xong rồi á là mình á đi rửa mặt thì nó sẽ làm sạch da mặt của mình và nó sẽ không làm cho mình để lại mụn cám. Và cái này á xài á, một thùng này á là mình xài cầu cả một năm mới hết. Dạ, nó có 5 cái gói bự này và mỗi lần mình xài á là mình gỡ nó ra là mình lau chừng lối một miếng thôi là cái da mặt của mình đã sạch. Còn nếu mà ai mà có trang điểm thì là mình á là mình chịu khó là mình bôi 2 tờ là cái da mặt của mình á là nó sạch rồi bắt đầu mình đi rửa mặt á, là không có một cái miếng gì là ở trên cái da của mình. Và trong cái miếng tẩy trang này á là nó có cái thành phần dưỡng da và nó không có làm cho da mặt của mình á bị bào mòn. Còn nếu mà mấy chị á cứ hay đi mua mấy cái chai giống như là chai nước á thì ở trong đó nó có độ cồn, thì là mình càng tẩy trang nhiều cái đó chừng nào là cái da mặt mình á là nó dễ nám chừng đó. Đó, cho nên á là em mới khuyến khích mấy chị á là xài cái này. Cái hộp này á là mình thấy nó vậy chứ mình xài cả năm mới hết á. 750 một thùng và Ngọc chỉ còn có 8 thùng thôi. Và Ngọc nói thiệt, từ xưa đến giờ á là khách của Ngọc đa số là xài cái giấy này không. Dạ, cái giấy này á là nó tẩy trang cực kỳ sạch mà nó làm dưỡng da luôn. Nó dưỡng cho làn da của mình cực kỳ đẹp luôn. Dạ, nếu như mà người nào á mà tin em á thì lấy. Và một hộp này á chắc xài một năm á. Dạ, một hộp này xài cả một năm á, 5 đến 5 rưỡi á. Nếu như mà chị nào mà ít có trang điểm á thì là mình xài cầu có 5 rưỡi mới hết á. À, cái hộp này á là nó đẹp dữ lắm luôn nha mấy chị. Ai mà không mua á. Dạ, đây là tẩy trang của hiệu Neutrogena. Là mình tẩy là mình không có bao giờ mình sợ là nó bị nám, bị tàn nhang đâu nha. Và nó không có ăn da. Dạ,
tẩy xong rồi cái da mặt của mình nó mịn lắm rồi, mình bắt đầu mình rửa mặt lại. Ok, và em chỉ còn có 8 hộp thôi, không có còn nhiều đâu mấy chị. Với lại á, là cái body kích trắng của Pháp là mình còn có 7 hộp đúng không Thảo? Là Ngọc còn được đúng có 7 hộp thôi. Ủa, 4 hả? À, còn có 4 hộp thôi. Trời ơi, em tưởng là còn 7. Đây, Ngọc, đây Ngọc giờ Ngọc chờ coi mấy chị coi nha. Cái body lotion này á, là em xài trên lầu chắc mấy tháng rồi đó. Mà xuống đây á nè, em tại vì em hay xài cái chai này á, tại vì nó là lotion, nó rất là dễ bôi. Đây, mấy chị thấy một lần em bôi có chút xíu nè. Đó. Đó. Là hết. Là nó hết nguyên một cái cánh tay luôn. Mà cái da của mình á, là nó mịn bà cố luôn. Nó mịn ơi là mịn luôn. Và nếu như người nào á, mà muốn cho làn da của mình săn chắc, mịn màng, và nó làm cho mình á, là nó trắng da á, mình đi nắng, mình không có bị ăn nắng, thì là mình bôi. Và đặc biệt cái kem này của Ngọc á, là không bị rứt da nha. Buổi tối nếu mà mình xài á, là chừng 10 phút sau là cái da của mình rờ vô giống như là mình không có đánh kem vậy đó. Nó sướng vậy đó. Và mình biết không, nếu như có những chị nào á, mà hay ngủ máy lạnh á, mà lười biếng bôi á, em nói á, là mấy chị chịu khó bôi đi. Tại vì cái dòng kem này á, là nó lỏng, nó rất là dễ bôi. Nè, mấy chị thấy đó. Nè. Và cái này á, là lâu lâu á, là em mới có, chứ không phải là em có hoài đâu nha mấy chị. Dạ. Vì bình thường á, là nó tới 700 ngàn một chai, mà khi em mua sale á, thì nó có 450 à, mà hiện giờ có 4 chai à. Đó, nếu như mà chị nào á, mà muốn cho cái làn da của mình á, nó trắng, nó mịn và nó không có bị đen, và mình đi nắng mình không có ăn nắng. Đó, mấy chị thấy không? Đó, mấy chị thấy làn da không? Em toàn xài cái body Pháp này không à. Tại vì em thích, nói chung là em thích cái da của mình nó trắng, với lại mình đi ra ngoài đường nó không có ăn nắng. Và cái này á, là được một cái á, là buổi tối á, là mình bôi xong nó chừng lối 10 phút sau á, mình rờ vô cái tay mình giống như không có đánh kem vậy đó. Không hề rít. Mà bây giờ nó còn có 4 chai à. Em bữa em tưởng nó còn 7 chai mà giờ còn 4 chai. Một chai có 450 rồi mấy chị. Dạ, mấy chị nào mà có ấy. Và cái này á, rất là dễ xài tại vì nó là lotion. À, cho nên là bôi vô á, là nó làm cho mình á, là trắng da, mịn da, săn da và làm trẻ hóa da, và nó làm cho da của mình nó không có nhăn. Và em nói luôn à, giống như là hai cái cây, một cái cây mà mình có bón phân, mình chăm sóc thì cái cây đó nó ra hoa kết trái rất là đẹp, và một cái cây á, là mình cứ bỏ thí nó, làm nó muốn mọc sao nó mọc đó, thì là mấy chị thấy là à, cái cây bỏ thí đó có bao giờ mà nó ra hoa kết trái đẹp không? Không có. Cho nên là cái body của mình cũng vậy. Nếu như mà mình thường xuyên chăm sóc da à, và mình bôi, mấy cái chai này á, là nó dễ bôi muốn chết luôn á. Bôi vô có tí xíu á, là ai nè, nó mịn trân luôn nè. Không còn một miếng gì mà bôi luôn ở trên da đó. À, thì là tội gì á, là mình không có xài. Mà em còn được đúng có 4 hộp thôi là em hết rồi đó nha mấy chị. Cho nên là chị nào á, là có muốn lấy thì lấy, không thì là không còn nha. Hết rồi đó. 4 chai cuối cùng của Pháp. Dạ. Còn nếu như ai mà muốn xài dùng của Mỹ, mỗi của Mỹ thì còn mấy hộ? Mỹ thì chắc 3. Dạ. Của Mỹ thì là chỉ còn có 3 hộp thôi. Của Mỹ thì là body collagen. Thì cái này á, là nó mắc tiền hơn cái chai này một tí. Nói chung là tùy theo cái thời điểm mà em mua á, nó được giảm giá. Nhưng cái body của Mỹ á, là nó là body collagen, nó làm săn chắc da, mịn da và nó làm săn cơ à, thì á, là nó lại không có làm trắng. Còn nếu mà chị nào muốn trắng thì là chỉ xài body kích trắng của Pháp. Còn người nào á, mà không thích trắng thì là mình xài cái hũ này. Cái hũ này á, là nếu mà người nào mà không có thời gian mà đi tập gym đó, thì là cái da của mình á, là nó hay bị nhão, thì là chúng ta xài cái hũ này thì nó sẽ làm cho cái làn da của mình á, là nó săn chắc, mịn màng hơn, và mình không cần phải đi tập gym, là tự động cái làn da của mình tối nào mình cũng bôi á, là cái da nó săn chắc lại. Mà cái này á, là lâu lâu Ngọc mới mua được, và hiện giờ cũng không mua được nữa, còn ba Ngọc còn có 3 hũ à. Là
muốn mua nữa cũng không có hết, nó lên giá, nó không có bán cái giá này nữa. Mà mấy chị biết á, em bán ở thẩm mỹ viện mà người ta bán bên bên thẩm mỹ viện bán cho người ta khách đó là 1,2 triệu một hũ á, chứ còn không có rẻ giống như em đâu. Dạ đây em bán là quá rẻ luôn á, 600.000 mà hiện giờ có 3 chai rồi mấy chị ơi, có muốn nữa cũng không có nữa. 3 chai đó, còn của Pháp là 4 chai, và em bao hàng luôn cho mấy chị. Nếu như mà mỹ phẩm của bên em mà xài nó mà có vấn đề gì á, là Ngọc trả tiền lại cho mấy chị 100% luôn. Chứ còn đây á, là em á, hả, bán hàng á là em không có thích nói nhiều và cãi cãi nhau với khách hàng, cứ có vấn đề gì em trả tiền lại cho mấy chị. Dạ 1.000 em cũng không thiếu nữa nha. Rồi cái chai body kích trắng này thì còn 4 chai, chai của Mỹ thì còn 3 chai. Người nào muốn trắng da thì xài của Pháp, người nào muốn săn da thì là xài của Mỹ. Đó mà mấy chị thấy làm gì còn nhiều, chợ mỗi thứ còn có 3 chai 4 chai à, có hàng đâu. Cho nên nó hả là những cái lúc này á, là em đang có hàng á, thì mua đi, chứ không mua là uổng dữ lắm luôn á, tại vì đâu có hàng đâu mấy chị. Với lại á, là cái viên uống trắng da chị nám này là nó cũng gần hết rồi, ở dưới còn mấy 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 hộp. Dạ 8 với 1 là 9 là hết rồi đó. Và Ngọc nói luôn, những ai mà da mặt của mình bị nám nhiều, mà bị giống như là bị nếp chân chim nhiều, hoặc là cái da mình nó không có trắng, nó mà nó sạm, mà mình uống thuốc bôi kem cỡ nào á là cái da của mình nó cũng không có hết nám, là mấy chị uống giùm cho Ngọc cái viên uống này đi. Cái viên uống này là cái viên uống Ngọc đang uống á, và mấy chị biết cách đây 7 năm là cái da mặt của Ngọc á là xấu lắm, là hả là mụn, không là mụn luôn á, rồi á hả là da mặt bắt đầu là nó sạm, nó không có trắng da. Thì là Ngọc mới mua, là Ngọc mới đi thẩm mỹ viện mà đi tốn tiền quá trời luôn à, không hết. Mà bắt đầu á là Ngọc uống cái hộp này nè, và em chỉ mới uống có 2 hộp thôi á là da mặt của em không còn miếng nám nào luôn á. Xong sau đó là em uống duy trì á, mình 1 hộp như vậy á là mình dùng được 2 tháng. Sau khi 2 tháng xong rồi á là mình ngưng, xong rồi 2 tháng sau nữa là mình mới uống, có nghĩa là trong 1 năm 12 tháng là mình chỉ uống được có 6 tháng thôi. Đó. Thì là nếu như người nào á, mà muốn duy trì cái làn da của mình á, mà nó không có bị lão hóa, không có bị nám, không tàn nhang, không đồi mồi, mà cái da lúc nào nó cũng săn chắc mịn màng, và người ta nhìn vô mình là người ta không biết mình bao nhiêu tuổi á, thì là mình xài cái hũ này. Phải phải nói rằng là cái hũ này á là đẹp vô cùng luôn. Mà cái này á, nếu mấy chị mua ở bên trang em á, thì là mấy chị yên tâm là hàng nhập từ ở bên Nhật qua Mỹ rồi em nhập về, còn cái hàng ở Việt Nam đây bán thì là nhiều khi em không không có không biết đó, nhiều khi là hàng nó trôi nổi này nọ gì đó thì là em không biết. Rồi 1 hộp này á, là chúng ta sẽ dùng được 2 tháng. Sau khi dùng 2 tháng rồi á, nghỉ giùm em 2 tháng ha, rồi bắt đầu mình uống tiếp 2 tháng nữa. Mà tính ra như vậy á, là đâu có bao nhiêu tiền đâu mấy chị, rẻ mà. Dạ quá rẻ luôn, 2 tháng mà mình mua như vậy á là phải nói là quá rẻ đó. Mà da mặt đẹp lắm, mà với lại á là nó làm cho da body của mình á là nó trắng toàn thân luôn, nó trắng da toàn thân luôn. Dạ chứ còn không phải là nó trắng cái gương mặt của mình đâu, mà nó trắng luôn toàn thân, và nó làm cho mình trẻ hóa da, và người người mọi người nhìn vô mình đó là người ta không đoán được tuổi của mình luôn đó. Nó hay vậy đó nha. Mà Ngọc còn được có 8 hộp là hết hàng. Dạ bây giờ cái mặt hàng này á, là đang rất là khan hiếm, cho nên là những người nào á, mà giống như là xài mà thấy hợp á thì là mình mua mình dự trữ đi, chứ còn bây giờ cái mặt hàng này á, nó đang đứt hàng đó. Chứ còn hồi lúc trước á, là nó giá của nó có 1,5 triệu à, nhưng mà bây giờ á, là do nó bị đứt hàng đó, cho nên là hả là nó hơi mắc. À, lúc nào mà em mua rẻ được thì em sẽ bán rẻ cho mọi người, nhưng lúc nào mà em không có mua rẻ được thì buộc lòng mọi người á là mua mắc giùm cho Ngọc chút xíu nha. Giống như là cái kem mắc này nè, dạ là hiện giờ bên trang của em á là cũng chỉ còn có 4 chai thôi. Mà mấy chị biết cái chai mắc này á là bây giờ ở bên Mỹ nó là nhiêu không? 2 triệu một chai. Dạ 2 triệu một chai mà không có hàng để mua nữa đó mấy chị. Dạ mà hôm bữa giờ á là em canh á là cũng không có hàng để mua nữa, mà cái kem mắt này á là đẹp cực kỳ luôn.
À, mấy chị đợi em chút xíu đi, em lấy, tại vì nó còn có 4 hũ à. Đây, cái này á, là cái chai em xài ở trên lầu, và mỗi một lần á, em xài á, em lấy ra có nhiêu đây nè, đó mấy chị thấy không? Rồi bắt đầu á, tại vì cái da của em không có trang điểm, cho nên là em có thể áp tánh. Rồi bắt đầu mình xoay theo cái chiều kim đồng hồ, xong rồi bắt đầu á là mình liếc nè, đó mình liếc ngay cái vùng này nè, để cho cái nếp nhăn ở ngay đây của mình á là nó không có bị nhăn. Mà một khi á là mình bị nhăn á là mình cười lên á là nó bị lăn tăn ở dưới đây nè, đó là nếp nhăn nhiều lắm nha. Rồi mình qua tới con mắt bên đây. Trời ơi, mà mấy chị biết á là khi mình bôi á nó giống như là mình đánh lòng trắng trứng gà vậy đó. Dạ, mình bôi vô một chút xíu thôi, mình đừng có để cho nó thấm vô con mắt của mình á. Đó, rồi đó, mình cứ xoay theo chiều kim đồng hồ đó, rồi á mình đánh ở dưới cái đuôi mắt một tí là cái mắt của mình á là nó không có bị nhăn. Có nhiều người á là không có chăm sóc cọc mắt của mình thì á là theo 5 tháng thời gian thì á là bắt đầu cái mắt của mình á bắt đầu á nó sẽ bị bọng ở mắt, và bắt đầu là cái chỗ này á là nó bắt đầu khi mình cười lên á là nếp nhăn á bắt đầu nó hằn ở dưới cái đuôi mắt này nè, và nó làm cho mình không có đẹp. Còn bây giờ á là mỗi một buổi tối, mà mấy chị biết á là khi mình đánh xong rồi á chừng lối 10 phút sau thôi là khi đó là mình rờ vô cái làn da của mình á giống như là cái lòng trắng trứng gà vậy đó. Rồi qua sáng hôm sau mình dậy mình rửa mặt á là mình thấy cái cặp mắt của mình nó căng, và khoảng nửa tháng là những cái nếp chân chim ha ở dưới cái đuôi mắt này của mình nè, rồi những cái bọng mở mắt là lót đầu á là nó sẽ bay hết, và nó làm cho cặp mắt của mình á là nó căng. Và khi mình cười á nè, mấy chị thấy em cười không? Đâu có nhăn da đâu, không có nhăn. Và mấy và em nói luôn, tại vì sao mà em bán kem Estée Lauder nhưng em bán kem mắt thì em lại bán cái thương hiệu của Redken John? Bởi vì á cái kem mắt này á là nó nổi tiếng và nó đạt hiệu quả cao hơn. Thay vì em là bán Estée Lauder với lại Lancôme, nhưng mà em không bán, em bán loại này. Và cái hũ này em bán tới nay là 12 năm rồi. Và khách của em đi theo em á là tới nay á là 12 năm. Có một đợt thời gian á là cái chai này á là nó không có xuống giá. Rồi em mới nói là thôi xài đỡ Estée Lauder đi. Rồi á mấy chị cũng mua. Nhưng rồi á mấy chị về mấy chị mua, mấy chị nói trời xài nó không có ok. Cái này xài á là mình thấy là nó áp phê liền, nhưng mà cái kia xài sao thấy nó không có áp phê vậy đó. Thế là mấy chị không xài. Mấy chị chấp nhận mua cái chai này 2 triệu luôn. Đó, cho nên á là bây giờ Ngọc ở đây á là chỉ còn có 4 tiếp thôi. Thì á là nếu như mà chị nào á mà có yêu thương cái cặp mắt mình, tại vì cặp mắt là cửa sổ của tâm hồn, nếu như mà mình để cho nó lão hóa nhiều quá, mình cười lên cái nếp nhăn á đó, nó nhiều quá thì là mình nhìn mình á là nó màu già. Với lại á nếu mà từ 35, 36, 37 á mà mình chịu khó bôi những cái bọng mở mắt như vậy á thì là khi mà mình 41, 42, 43 thì là nó làm cho cặp mắt của mình nó trẻ, và mình phải không cần phải đi can thiệp thẩm mỹ nhiều. Tại vì mấy cái chai này á là nó làm căng da, mịn da dữ lắm luôn á. Dạ. Mà hiện giờ ở đây đó là em chỉ còn có 4 tiếp thôi. Và bây giờ là ở bên Mỹ là 2 triệu một chai. Thì á là cho nên á là nếu như mà ai á mà đang cần cái kem mắt, cái này á là nó làm trẻ hóa da vùng mắt, chống nhăn và nó làm giảm nếp nhăn tuyệt đối luôn. Những người nào á mà da của mình á mà bị thâm quầng mắt, bọng mở mắt nhiều, đuôi mắt bị nhăn nhiều á, xài đi. Và Ngọc cam đoan với mọi người, nếu như mà những gì em quảng cáo cho mọi người á mà nó không đi đúng với sự thật á, em đền tiền trả lại cho mọi người. Rồi, một chai có nhiêu đâu, có 1 triệu mấy chứ nhiêu. Không lẽ em đi gạt mấy chị một cái chai này sao? Đúng không? Nè, mọi bữa là cái này á là nó đầy nhóc luôn à, mà hôm nay á mấy chị thấy em còn được đúng 4 chai à. Em đâu nói dối đâu. Là tại vì hiện giờ em không mua được cái này tại vì nó mắc quá.
em phải đợi nó giảm giá em mới mua cho mấy chị, chứ còn á, là bán 2 triệu rồi về đây biết bán nhiêu giờ. Rồi ai muốn mua cái kem mắt, cái này nó được tới 30 ml lận, nhiều lắm. Thì là một cái chai kem mắt này á, là mình sẽ xài được cầu cả 4 đến 5 tháng mới hết á. Dạ. Và Ngọc Đếm nói luôn, từ xưa đến giờ em xài kem mắt á, là chưa có kem mắt nào mà nó đi qua kem mắt này hết á. Từ xưa tới giờ luôn á. Em xài nhiều loại kem mắt lắm rồi, mấy triệu một chai em cũng xài nữa, nhưng mà không có bằng chai này. Chai này á, là nó đặc trị vùng mắt, làm trẻ hóa da vùng mắt, rất là đẹp luôn. Nếu như mà chị nào á, mà tin em à, em thì là bây giờ cái này á, em chỉ bán có 1,4 triệu thôi, là bởi vì em mua được giảm giá. Cho nên á, là chị nào á, là có muốn lấy thì là mình tranh thủ ha. Mình còn có 4 tiếp thôi, chứ mình không có phải là còn 40 tiếp. Cho nên á, là những người nào á, là nhanh tay thì còn, mà chậm tay thì hết nha. Đó, chứ còn mà là mình không có còn nhiều đâu. Rồi. Với lại á, là cái bổ não. Cái bổ não Ngọc cũng dưỡng môi chưa về đâu chị. Dưỡng môi mấy ngày nữa mới về chị. Về là em báo liền cho mấy chị. Về là Ngọc báo liền. Rồi. Cái hũ này là hũ bổ não. Em có hai dòng bổ não, một dòng thường. Cái dòng thường nó thật. Không có. Dòng này nó là dòng cao cấp. Còn cái dòng này á, là nó là dòng thường. Nhưng tất cả đều là bổ não hết. Và nó giúp cho mình á, là tăng cường trí nhớ. Và nó làm cho mình á, là những người nào mà giống như là khó ngủ về đêm, rối loạn tiền đình, khó ngủ, thì là mình uống. Nhưng mà cái dòng này thì nó là dòng cao cấp, còn cái dòng này thì nó là dòng thường. Đó. Cái này nó là Ginkgo Biloba, 500.000 một hũ. Dạ, 500.000 một hũ. Còn cái này á, là nó là 670.000 một hộp. Dạ, đúng không thầy? Đúng không đó? Không, cái bộ có cao cấp nè. Hả? Rồi cái cao cấp này á, là 680. Và cái cao cấp này á, thì là trẻ em 17-18 tuổi, khi mà các bé nó thi lên đại học hoặc là nó học bài thi nhiều á, thì các mẹ cũng có thể là cho các bé nó uống. Nhưng các bé uống thì là sáng một viên và chiều một viên thôi. Còn nếu như mà người lớn của mình á, là thời gian đầu á, là để mình dung nạp thuốc vào trong người của mình á, thì là sáng 2 viên và chiều 2 viên. Và sau khi mình uống được cỡ 3 hộp trở lên là mình uống duy trì á, thì là mình chỉ cần dùng sáng 1 viên và chiều 1 viên. Còn cái Ginkgo Biloba này á, thì một ngày mình uống cho Ngọc là 3 viên à, sáng 1, chiều 1 và tối 1 nha. Và đừng có uống sát cái giờ đi tối quá, sát cái giờ đi ngủ quá, mà mình uống có khoảng 6-7 giờ thôi là được rồi, là sáng, chiều, tối. Và cái hũ này á, là nó làm cho mình á, là chống rối loạn tiền đình. Có nhiều người á, là mình hay bị rối loạn tiền đình á, là cái đầu của mình á, là nó hay bị nhức nửa đầu, rồi á, là mình hay bị choáng, rồi đêm mình khó ngủ, mất ngủ. Thì là đó, đây là mình á, mua những cái loại này. Nhưng mà mình mua cái dòng cao cấp á, thì nó sẽ tăng cường trí nhớ của mình nhiều hơn. Và nó nhiều chất dưỡng chất hơn là cái Ginkgo Biloba. Tại vì á, là cái này á, là nó tới 340 viên, và cái này thì nó có 100+ viên à. Và cái này á, là uống á, là khách Ngọc á, là lại chịu uống cái dòng này hơn là cái gì? Hả? Kẹo ho là 250.000 một hộp. Và Ngọc cũng chỉ còn có 12 hộp thôi à. Cho nên là chị nào á, là có muốn lấy thì là mình lấy. Em còn có 12 hộp thôi. Rồi à, bổ não thường và bổ não cao cấp, mấy chị muốn lấy cái gì mấy chị lấy. Nhưng em thấy là đa số khách em á, là xài cái bổ não cao cấp này. Tại vì á, là cái này á, là con của mình xài được. Nếu như con của mình mà nó 17, 18, 19, 20, 21 gì, mà mỗi lần mà các bé vô thời gian thi cử á, thì là các mẹ đó là có thể dùng cái thuốc này á, cho các bé nó uống, để nó tăng cường tập trung trí nhớ, và nó sẽ không có bị nhức đầu, và nó học bài mau thuộc hơn. Đó, thì làm cái hũ 680. Dạ, là cái hũ 680. Còn cái này á, là giá chỉ có 500. Thì là hũ xanh này á, là Ginkgo Biloba, thì là mình một ngày mình uống là 3 lần, sáng, chiều, tối. Đó, thì là
người nào á là ngán tiền á thì là mình mua cái loại này thôi cũng được. Ai kẹo ho Ngọc vẫn còn, cho nên là mấy chị á là cứ việc là nói với Ngọc là mình lấy kẹo ho, chứ còn kẹo ho ở phía dưới là còn nhiều dữ lắm, tha hồ cho mấy chị lấy nha. Rồi à, cái này á là cái này nó là ginkgo, cái này nó là bổ não cao cấp, còn cái này bổ não dòng thường thì tùy mấy chị. Mấy chị muốn lấy bổ não cao cấp thì lấy, mấy chị muốn lấy bổ não với dòng thường thì mấy chị lấy. Với lại á là ở đây á là cái nội tiết tố phụ nữ là Ngọc cũng gần hết rồi. À, mà Ngọc thấy á, là cho ra cái nội tiết tố phụ nữ á, có rất là nhiều người xài nhưng mà không biết cách xài. À, là mình xài á, là mình uống cho Ngọc á, một hộp này là 3 tháng 5 ngày. Xong rồi mình phải nghỉ cỡ khoảng 10 đến 15 ngày. Rồi mình mới uống tiếp. Chứ còn mình đừng có uống hoài, uống hoài, uống hoài như vậy á, thì là nó sẽ bị lờn thuốc. À, cho nên là mình uống cái gì cũng vậy, mình phải cần cái thời gian nghỉ ngơi. Giống như mình uống hết một hộp này, mình nghỉ cho Ngọc 10 ngày. Xong rồi bắt đầu mình đề ba mình uống thêm một hộp nữa, xong rồi lại nghỉ 10 ngày, rồi mình đề ba mình uống nữa, thì là mình sẽ không có bị giống như là tình trạng là lờn thuốc. Chứ còn không mà mấy chị cứ uống quanh năm suốt tháng hoài như vậy á, là nó sẽ bị lờn thuốc. Mà một khi lờn thuốc rồi á, thì là thuốc nó cũng không có tác dụng nhiều lên trên cơ thể của mấy chị. Với lại á, là cái Plasmol này á, nó là nội tiết tố của phụ nữ. Thì là cái nội tiết tố của phụ nữ thì nó rất là quan trọng với lại phụ nữ của chúng ta. Nếu như cơ thể của mình á, mà nội tiết tố mà nó bị suy giảm á, mà nó không có làm cho mình á, là giống như là những người nào á, mà tắc kinh sớm quá thì là nó sẽ làm cho âm đạo của mình nó là bị khô. Thì khi đó là nó sẽ làm cho ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng của mình. Và cũng có những chị á, là giống như là bị tắc kinh sớm quá. Thì khi mà nếu mà như vậy á, thì bắt đầu từ tuổi 35 trở lên á, thì là mấy chị á, là nên tập uống cái hoa anh thảo này. Bởi vì cái này á, nó là nội tiết tố của phụ nữ. Mấy chị càng uống nhiều là da mấy chị càng đẹp, dáng mấy chị càng đẹp. Mà người của mấy chị á, là nó rất là đẩy đà, và người của mình á, là nó rất là cơ thể của mình nó rất là khỏe mạnh. Còn nếu mà cơ thể của mình á, mà mình không có bổ sung cái nội tiết tố, gặp mình hết kinh nữa, trời ơi nó còn làm cho mình á, là già đi nữa. Dạ, cho nên là em thấy là trong dòng hoa anh thảo thì là em thấy của Mỹ nó không có đạt hiệu quả bằng của Úc. Của Úc thì xài thì là nó rất là ok. Cho nên là những chị em nào của mình á, mà bước qua tuổi 40 rồi á, thì là Ngọc khuyến khích mọi người á, là nên dùng cái này đi. Tại vì khi mình dùng cái này nhiều á, là nó sẽ tốt. Và nó bổ sung cái nội tiết tố, và nó còn làm cho da dẻ mấy chị đẹp. Và nó làm cho cơ thể của mấy chị á, là trẻ hóa da ra đẹp nữa. Mà ở đây á, là hình như là em còn đâu có 9-10 hộp phải không? Ngọc còn có 9-10 hộp cái hoa anh thảo này. Và mấy chị đừng bao giờ để cho mình á, là bị khô hạn. Giống như là mình á, là vừa bị tắc kinh rồi á, là nó sẽ kéo theo tình trạng đó là lão hóa da. Rồi á, là bắt đầu á, là mình sẽ bị khô hạn. Thì là khi á, mà mình vừa tắc kinh rồi á, thì là mình mua liền cái hoa anh thảo này mình uống vô, thì là bắt đầu á, là nó sẽ làm cho cái da dẻ mấy chị á, là nó sẽ không bị nám, không bị tàn nhang, không bị đồi mồi. Và cái da của mình á, là lúc đó á, là nó sẽ tràn đầy sức sống hơn. Chứ còn mấy chị á, là cứ thấy hết kinh rồi á, là thấy ấy. Nhưng mà mình mà hết kinh rồi á, là cái da dẻ mình nó xấu lắm, nó không có đẹp. Cho nên á, hả? Cho nên là em mới khuyến khích mọi người á, là dùng cái hoa anh thảo này. Tại vì một hộp này á, là nó có 640, mà mình uống được tới 3 tháng 5 ngày. Thì là mình uống hết một hộp này, xong sau đó rồi là mình nghỉ cho em 10 ngày, rồi mình uống tiếp một hộp nữa. Và mình cứ uống hoài, uống hoài, uống hoài. Tại vì cái hoa anh thảo này á, nó là nội tiết tố của phụ nữ. Đối với những chị em nào á, mà cứ bị kinh nguyệt mà tháng có tháng không á, mà mình không có uống cái này á, thì là nó sẽ chai cái buồng trứng của mình, và nó làm cho mình nó là khó có con. Cho nên là những chị nào á, mà cỡ khoảng 34, 35 tuổi mà kinh nguyệt nó không có đều á, thì chịu khó mua cái này về uống cho em. Là mình uống liên tục cho em cỡ 2-3 chai vậy đó, thì là bắt đầu á, là nó sẽ kích thích cái buồng trứng của mình. Nó làm cho cái buồng trứng của mình á, là nó rụng theo chu kỳ. Chứ còn mấy chị đừng có thấy 2-3 tháng mấy chị mới có kinh là mấy chị thích đâu nha. Dạ, bệnh chết á.
Cho nên là phụ nữ là phải là mình để làm sao mà cái kinh nguyệt của mình á là hàng tháng là nó phải đều, thì là cái người của mình á là nó mới đẹp. Chứ còn mà kinh nguyệt mà cứ tháng có tháng không á là coi như xong rồi đó. Mà đây là em giải thích với mấy chị là cặn kẽ. Ngày xưa thì là nó không có ra những cái này, thì là khi mà mình hết kinh rồi á thì là mình đi vô á những cái bệnh viện phụ sản á, thì là mình á là mình á chích cái mũi thuốc nội tiết tố vô trong cái cơ thể của mình á, để cho cái nội tiết tố đó là nó làm cho cái làn da của mình nó đẹp. Đây thì á thì đây á là bây giờ đó là thời hiện đại, thì là chúng ta chỉ cần mua cái này thôi, là mình không có cần thiết là phải đi vô trong bệnh viện phụ sản quốc tế làm gì. Cứ đi ra mình mua một cái hũ này. Và những cái hũ này á là mọi người mua ở những cái trang có uy tín thì là nó không có sợ bị giả. Còn á là nếu mà mấy chị mua ở những cái trang nó không có uy tín á thì nhiều khi á là nó không có phải là hàng xịn. Mà cái nội tiết tố này nó hay lắm luôn á mấy chị. Cho nên là Ngọc thấy á là nếu mà chị em nào phụ nữ nào của mình á là từ 35 tuổi trở lên á nên uống, tại vì á là uống nhiều á là cái da mình nó đẹp nha. Rồi bây giờ á là Ngọc gì ở đây á là Ngọc còn cái mấy cái mắt kiến của hàng của Burberry. Dạ đây, thì là ngày hôm nay á là tại vì á là em còn có cỡ khoảng 2 cây này thôi. Không, cái đó là 2 cây giống nhau. Cây dưới thôi. Dạ, cây này nó là Burberry rồi mồi. Và cây này á, là ban đầu á, là em bán cho mấy chị á, là với giá là 4,2 triệu. Nhưng mà hôm nay á, là em coi như là em còn có 1 cây, 2 cây. Dạ, cho nên là em sẽ sell cho mọi người cây kiến này với giá là 3,7 triệu. À, Burberry chỉ còn 2 cây không? Dạ, 2 cây cuối cùng em sell cho mấy chị với giá là 3,7 triệu. Mà cây này á là phải nói rằng là siêu ok luôn, rất là đẹp. Cái này á là nó form vuông và cái logo Burberry ngay đây nè. Dạ đẹp cực kỳ luôn. Chị nào á mà lấy cây kiến này á là em phải nói rằng là hên lắm luôn á. Lúc đầu em bán là 4,5 triệu một cây á, nhưng mà bây giờ em còn có 2 cây, cho nên là em bán rẻ cho mọi người cái cây này á là với giá là 3,7 triệu. Mà mấy chị nên nhớ rằng là Burberry á hả là không bao giờ có cái giá này đâu. Rồi, con tốt. Rồi, cây Burberry đó thì là với giá là 3,7 triệu. Rồi lấy thêm cây này. Này mấy cây? Rồi. Cây này á cũng là 2 cây luôn, nhưng mà cái cây này á là nó đẹp, nó màu xám khói. Mà mấy chị biết lúc đầu em bán cây này là 4,3 triệu đó mấy chị. Dạ lúc đầu em bán cây này á là 4,3 triệu, mà cây này á là bao đẹp luôn nha. Dạ mà cái màu của nó là màu xám khói và cái lồng kiến á là nó đổi màu rất là đẹp. Và cây này á là lúc đầu là 4,3 triệu, nhưng hôm nay em bán cho mấy chị á là 3,8 triệu, là em lỗ tại vì em còn có 2 cây. À em còn có 2 cây cho nên là em bán rẻ cho mấy chị 3,8 triệu. Và em đố mấy chị đi mua được cây này với giá 3,8 triệu. 4,000 một cây không à, chứ không có giá này đâu. Và cây này nó không hề bị tuột luôn á. Dạ đeo không hề bị tuột, mà cái gương mặt của Ngọc không có bự nhỏ, mà mình đeo vô á là nhìn nó đẹp lắm. Tại vì cái lồng cái trồng kiến này nè là cái lồng trồng kiến đổi màu, mà cái màu của nó là màu lam khói á. Cho nên là cái này cây này á, cây Burberry này á là nhìn á là nó đẹp lắm. Mà ai mua được của Ngọc trong cái thời điểm này á là coi như là hơn á. Tại vì mấy cây này á lúc đầu á là em bán 4,000 mấy 4,000 mấy một cây không à. Rồi cất cho luôn đi con. Dạ cho nên á là mình mua á là sẽ được rẻ. Tại vì em còn á mấy bữa nay á mắt kiến nó mắc lắm, mua á là nó không có sale, nó mắc. Rồi cây này á là Dolce & Gabbana. Trời ơi cây này á là lúc đầu á là em bán là 5,2 triệu một cây nha mấy chị. Dạ mấy chị thấy là nó đẹp không? Cái form của nó giống như là cây Miu Miu vậy đó. Nhưng mà bây giờ cây này là nó còn có 1 cây cuối cùng, cho nên là em bán rẻ cho mấy chị là với giá là 4,5 triệu. Chứ còn bữa trước nó là 5,2 triệu một cây á. Dạ, mà bây giờ em bán có 4,5 triệu, tại vì nó là cây cuối cùng.
Và cây này á, là phải nói rằng là bao đẹp luôn nha. Dạ, cây mấy chị thấy là cái form của nó như Miu Miu. Và mấy chị biết cái thương hiệu D&G là nó là thương hiệu của Ý. Mà những cái mặt hàng nào mà nó của Ý á, là phải nói rằng là đồ của nó mắc vô cùng luôn. Không hề rẻ tí xíu nào hết á. Mà cây này á, là em còn sót lại một cây. Cho nên là ai mà mua cái cây sót lại này á, thì là mình sẽ mua được cái giá rất là rẻ. Mà em thấy cây này đẹp lắm. Cây này em cũng có một cây nữa. Em xài cây này nè. Nói chung là thương hiệu D&G là một cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng luôn nha mấy chị. Đồ của nó là xài á, hả là bao good luôn. Đóng cái nắp đi con. Dạ, bao good luôn. Tại vì hôm nay em còn có mấy cây à, cho nên rằng là hả là vì bây giờ á, là cái giá nó mắc quá em không có mua được. Nên là em còn mỗi thứ một cây em bán. Rồi cái cây này á, là của thương hiệu Versace. Dạ, Versace này em cũng chỉ còn có một cây à. Đây. Dạ, cây Versace này á, thì là nó cũng là form mắt mèo. À, mà Versace là mấy chị biết á, thường á, là giá là toàn là 5 triệu với 5 triệu 2 không à. Nhưng mà cây Versace này ngày hôm nay em chỉ để cho mọi người á, với giá là 3 triệu 8 thôi. Dạ, một cây cuối cùng 3 triệu 8. Đây là logo Versace nha. Dạ, logo Versace 3 triệu 8. Tại vì á, là em hết rồi. Nên là em chấp nhận em xả lỗ. Là còn cây nào bán cây đó luôn. Rồi 3 triệu 8. Cái này nó là Versace, còn cái kia là D&G nha. Đó, thì là tùy mấy chị, là mấy chị là muốn mua cái gì mấy chị mua. Rớt. Đó, mà em thấy cái cây Versace này á, là nó đẹp ghê á. Mà nó lại rẻ nữa. So ra với giá ban đầu em mua á, là em lỗ nhiều luôn á. Dạ, tại vì á, là em muốn lấy mẫu mới cho nên là em chấp nhận em xả lỗ mẫu cũ. Dạ, đây. Kiến là còn nằm ở trong hộp, trong siêu đàng hoàng luôn nha mấy chị, chứ không phải. Dạ, đây là cây Versace nha. Rồi cái này á, của Ngọc nó là Gucci. Dạ, cây Gucci. Thì là người nào á, là thích đeo form vuông á, thì là mình xài cái cây Gucci này. Dạ. À, chị nào á, là cái gương mặt của mình mà to đó thì là mình xài cây Gucci này. Thì cây Gucci này á, là bình thường em bán với giá là 5 triệu rưỡi. Nhưng mà bây giờ em chỉ để cho mấy chị với giá là 5 triệu thôi. Dạ, chấp nhận xả lỗ. Tại vì cây này nó là cây cuối cùng rồi. Dạ, 5 triệu. Mà Gucci á, thì từ xưa tới giờ á, là từ 5 triệu rưỡi đến 5 triệu 7 không à. Không có bao giờ mà giá 5 triệu hết á. Nhất là những cái form vuông mà nó to mà nó đẹp như vậy nè. Đó, cho nên á, là nếu như mà ngày hôm nay ai mà mua kiến á, là rẻ quá trời luôn á. Dạ, ngày hôm nay ai mà mua kiến của em á, là rẻ. Tại vì em còn mỗi thứ có 1 cây, 2 cây à. Cho nên á, là em bán, em sell. Đẹp lắm. Rồi, cây Gucci này á, là giá là 5 triệu nha mấy chị. Tại vì hàng của Gucci á, là nó giá nó cao. Dạ, em chỉ còn có mấy cây thôi. Với lại lăng nách của Dior. Hôm nay nếu như mà ai mua lăng nách của Dior, em bán với giá là 850 thôi. Bình thường cây này em bán 950, nhưng mà hôm nay em còn có 5 cây cuối cùng. Cho nên á, là Thảo hình như bên trong tin nhắn nó nhắn gì. Dạ, cây lăng nách Dior này á, là bình thường em bán là 1 triệu một cây. Nhưng hôm nay em còn có 5 cây cuối cùng, cho nên là em tặng cho mấy chị. Lăng nách của Dior á, thì là phải nói là khỏi chê rồi. Nó ngang ngửa với lại là Chanel rồi. Cho nên là nó là hàng thương hiệu. Mà cây này á, là ở bên Mỹ hiện giờ. Đem lên đây cho tao một hai cục ăn à. Gì? Ok. À, rồi 550. Mà mấy chị biết cây Dior này á, ở bên Mỹ hiện giờ á, là người ta bán á, là 1 triệu 2 một cây.
Cho nên là ở đây Ngọc còn có đúng 5 cây thôi. Thì là chị nào là nếu mà mình có muốn xài lăn nách của Dior, lăn nách Dior thì là em nói là nó là hàng thương hiệu rồi, chứ còn em không có quảng cáo nhiều nữa. Tại vì á là em còn có mấy cây à, cho nên là em bán rẻ cho mấy chị á, bán giá vốn. À, chứ còn cây này bữa trước em về là em bán 1 triệu 1 cây. Nhưng mà hôm nay á, là thôi em còn có mấy cây à, nên em bán vốn cho mấy chị. Mà ai mà đã từng xài qua lăn nách của Dior rồi á, thì thôi khỏi chê vào đâu được nha mấy chị. Rồi 850. Người nào mà muốn xài lăn nách của Dior thì là mình lấy cây lăn nách của Dior nha. Này sao cái bình luận nó bị gì vậy hả? Thảo Thảo, gỡ ra. Nát đem lên lầu. Không, mua để ăn. Ăn. Rồi, có người nào muốn lấy lăn nách của Dior không? Hả? Rồi. Tụi bác Thảo ăn đó. Rồi. Cái cây lăn nách này á là nam và nữ đều xài được hết nha. Cái cây này á là unisex. Thì á Thảo, Thảo cây này á, Thảo coi giùm Ngọc coi mấy cây. Rồi. Cái cây này á là em còn có 9 cây thôi. Mà cái cây này á nam và nữ đều xài được hết. Và cái mùi của cái chai này á là nó thơm từ sáng cho tới tối luôn. Thơm cực kỳ luôn. Thì hôm nay á là sẵn là cái ngày á là Ngọc giảm giá. Cho nên á là em bán cho mấy chị cây này 500 ngàn luôn. Nhưng phải mua ngày hôm nay nha. Chứ còn nếu mà ngày mai mấy chị mua là em không bán giá này. Dạ. Em sale thì là em sale theo cái ngày. Là ngày hôm nay là em sale. Thì ngày mai em không sale. Đó. Rồi. Em còn đúng 8 cây giá 500 ngàn. Mà cây này á, là nó thơm y chang giống như là cây Chanel Elu Sport vậy đó. Thơm lắm. Và nó giữ mùi và nó làm trắng nách. Và nó không có làm cho cái nách của mình ra mồ hôi nhiều. Cho nên là nếu mà những người nào mà bị giống như là ra mồ hôi ở vùng nách nhiều á, thì á, là mình tha hồ mình tự tin để mình đi chơi du lịch này nọ gì đó. Là nó không có làm cho mình ấy. Và khi mà mình bôi cái sáp này vô á, là nó làm cho mình á là không có bị ra mồ hôi nhiều, thơm lắm. Ừ. Mà một cây này á là có 500 ngàn à. Mọi bữa là cây này em bán 570 á, ngày hôm nay em chấp nhận em không lời luôn. Là tại vì nó còn có 7-8 cây rồi, cho nên là em chấp nhận em bán cho mấy chị cây này á là với giá là 700 ngàn. Đúng rồi, 500 ngàn. 7 cây cuối cùng. Thì là nếu như ai mà mua cây này á, là của ngày hôm nay thì giá được 700. Tại vì em bán á, là em hay sell theo ngày lắm. Là ngày nào em hứng lên thì em sell, nhưng mà ngày nào em không hứng thì em không sell. Như hôm nay em hứng lên thì em sell 500. Nhưng mà ngày mai em không hứng thì là cái giá của nó vẫn là 570. Tại vì á, là em còn có mấy tiếp à. Cho nên á, là em bán rẻ cho mọi người. Rồi. Bây giờ á, là em sẽ bán qua áo sơ mi. Sơ mi ha. Rồi em bán qua áo sơ mi cho mấy chị à, và mấy cái áo sơ mi này á, chị tí chuột ví cầm tay á, đợi giùm cho Ngọc 10 ngày đi chị, 10 ngày nữa hàng về. Rồi bây giờ cái áo này á là nó là size S, áo sơ mi này á là nó là size S và nó là hiệu Berry, đẹp quá trời luôn. Dạ, những người nào á mà thích sọc nhuyễn thì cái này nó là size S. Size S thì là dành cho những người nào á mà từ 60kg cho đến 65-66kg là mình chốt được size S. Mà mọi người nhìn thấy cái sọc này đẹp không? Dạ, size S á. À, nhưng mà nó là tay dài chứ không phải tay ngắn nha mấy chị. Dạ. Tay ngắn thì đợt này em không có mua được, em chỉ mua được tay dài thôi. Dạ, áo này em bây giờ ngày hôm nay em sale xuống còn 600 ngàn. Mọi bữa là em bán là giá 700 ngàn. Nhưng mà thực chất cái áo này á là giá của nó gấp đôi áo CK và Tommy luôn.
CK với tâm mì giá có 60 đô một áo à, nhưng mà áo này là 120 mấy đô một áo. Dạ. Yeah. Mà em vẫn bán cho mấy chị cái giá này là phải nói là quá rẻ luôn đó. Rồi, size S. Đó, chị nào á là có muốn mua cho ông xã mình á cái này á thì là size S. Dạ, size S mà cái sọc đẹp ghê không? Size S. Rồi cái này cũng là size S luôn nè. À, những cái sọc này á, là cái màu nó rất là nhu. Cái này cũng là size S luôn. Là size S là 60 cho đến 65 kg. Mình chốt S giùm em nha. Dạ, tại vì cái form này nó hơi nhỏ cho nên là em chỉ nhận là từ 60 cho đến 65 kg thôi. À, chị nào á, là có muốn lấy thì lấy 60 cho đến 65 kg. Rồi. Với cái màu này nữa. Ôi, cái màu này á, là nó đẹp quá trời luôn. Cái này nó là của Murano. Mà mấy chị thấy cái màu nó đẹp ghê không? Dạ, cái này á, thì là size S. Nhưng mà cái này thì nó tới 700 ngàn luôn. Dạ, cái này nó là của Ý. Áo này nó là của hiệu Murano. Size S. Mà cái mình hàng á, là nó đẹp lắm. Nếu như những người nào á, mà đã từng mua áo sơ mi của CK hay Tommy á, thì là về á, là mình so chất lượng với lại cái áo này đi. Chất lượng của những cái áo này á, là nó đẹp hơn nhiều lắm. Tại vì nó tới 100 mấy chục đô một cái lận á. Rồi, cái này cũng lại size S luôn. Đó, cái này á, là 60 cho đến 65-66 kg. Là mình chốt size S giùm cho em nha. Mà mấy chị thấy cái màu nó đẹp ghê không? Dạ, cái màu nó quá đẹp. Ủa, My, hôm nay con không có chia sẻ về Facebook à? Bữa nay cái like nó bị gì ta? Rồi, cái này á, là nó là size M. Hiệu này nó là hiệu Camille M. M thì là từ 67 kg cho đến 73-74 kg là mình chốt M. Mà cái áo sơ mi M này mấy chị thấy đẹp không? Dạ. Màu quá trời đẹp luôn. Nói chung là mấy cái sọc này á, là em rất là ưng ý. Nếu mà chị nào á, mà không mua á, là em thấy là uổng dữ lắm luôn. Đây. Dạ, M. M thì là dành cho những người nào mà sẽ ở 68 kg cho đến 75 kg là mình chốt M. Là ok nha. Đây. Rồi. Còn cái này á, là nó là size S nữa. À, sơ mi. Những cái size S á, thì là cái màu nó đẹp ghê á. Nó không có size lớn nhưng mà nó lại còn toàn là size nhỏ không à. Dạ, size S. Đây. À, thì á, S nam. Nè, giống như cái này á, là size L. L nam. Mà mấy chị thấy á, L nam mà cái sọc nó đẹp ghê chưa? Dạ. Thật ra mà nói á, là những cái áo này á, là vải đẹp cực kỳ luôn. Nếu như mà mấy chị á, là không lấy á, là phải nói là uổng. Uổng cực kỳ luôn. Tại vì á, là những cái sọc này á, rờ vô á, nội mà mấy chị á, đi mua áo của bên Việt Tiến á, nó đã bán cho mấy chị á, là 600-700 ngàn rồi. Huống chi á, là cái áo này. Đó, đây. Dạ, cái này là L. L thì là dành cho người nào mà 75 cho đến 85 kg mình chốt. Mà L đây. Dạ, cái màu của L quá trời đẹp luôn. Trời ơi, mấy bữa nay á, sao mà cái tương tác của khách á, nó bị cái gì á, em cũng không biết nữa. Nó cứ ẩn bình luận hoài. Treo lên đi con. Dạ, nhiều khi đó là muốn chốt cho mấy chị nhưng mà nó cứ ẩn 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 hoài à. Em không có thấy để mà em chốt được cho mấy chị luôn á. Khổ ghê luôn. Giống như á. Hả? Sọc lờ hả? Rồi đưa lên cái sọc lờ nãy được. Nát nè. Lờ nữa thì lên nữa. Rồi. Rồi cái này á, là nó là cái này hình như là nó là cái này nè. Con coi thử coi. Nó có mờ là Camille á. Rồi, cái áo này á là mờ mấy? Là em có mờ lờ luôn. Cái sọc này em có size M và size L luôn. Dạ. Ngày hôm nay mấy chị mua á, em để cho mấy chị có 600 ngàn á là quá bèo luôn á. Dạ. Quá bèo luôn. Chứ còn mấy cái áo này á là không có cái giá đó đó. Còn cái áo đầm á hồi nãy á có cái người khách á hỏi cái áo đầm á, con chụp giùm cho cô đi.
Rồi, áo này là cái sọc này á, là em còn có size M và size L. Đó, mà cái này á, là size L thì á, là nói chung là cái màu này quá trời đẹp luôn. Mà mấy chị mua được của bên em á, có 600 ngàn à. Em bao giá thị trường luôn. Chỗ nào mà bán mấy cái áo này á, mà nó rẻ hơn em á, em tặng luôn cho mấy chị luôn. Dạ, đẹp lắm. Ở với lại cái chị Kiều Minh Nguyễn, chỉ có muốn lấy thêm cái gì nữa đó sao? Thôi chiều tối hôm qua chị kêu rồi chốt gì nữa. Rồi, mẫu này em có M với L nha mấy chị. Em M là từ 68 cho đến 75-76kg. Còn em L là từ 77kg cho đến 85-86kg. Dạ, mà cái sọc nè, sọc này đẹp quá trời luôn. Nè, sao gì? L, rồi, họ lấy đi. Dạ, cái này mình có M với L nha mấy chị. Áo này là em còn, ở dưới còn L. Rồi, vậy là áo này em chỉ còn có hai cái M thôi nha mấy chị. Hai cái M thôi, chị nào muốn lấy thì lấy. M là từ 68 cho đến 75-76kg. Là mình chốt M nha, rồi. Cái sọc này cũng là M luôn nè. Dạ, sọc này cũng là M luôn mà mấy chị thấy cái sọc này đẹp không? Dạ, mấy cái sọc này á, là sọc nào cũng đẹp hết á. Con đứng lên con coi có còn cái sọc L nào không? Lấy L đi. Sọc L. Dạ. Đẹp vô cùng luôn. Đó, mấy chị thấy nè, đẹp ghê không? Dạ. Thì á, là nếu mà chị nào á, là có muốn chốt sọc L nữa thì là mình lấy cái này đi. Dạ, cái sọc này quá trời đẹp luôn á. Không chê vào đâu được luôn. Đó, ăn L nha, xong nha. Rồi. Rồi. Cái này, cái L này á, là em còn một cái M với một cái L. Hai cái M, một cái... Em còn hai cái M và một cái L. Thì á, là cái chất vải đẹp dữ lắm luôn. Thì á, là chị nào á, là có muốn lấy M với L thì lấy. M với L nha, mẫu này em còn M với L. Mà mấy chị thấy là cái mình hàng á, là nó đẹp. Nội mà áo thun của Việt Tiến á, là nó không có ra cái gì hết á. Mà mặt á, là nó hay bị rút nữa. Mà giá còn 700. À, 600 ngàn một cái. Size L á, là từ 78kg cho tới 85-86kg là mặt L. Em có size đủ hết đó, SML luôn. Từ 78kg cho đến 85-86kg là mình chốt L. L không con? Nè, L nè Thảo. Cái này hả? Được. Lao, cái này mới cầm một cái đâu. Được. Cái này là nè. Là cái nào, lấy cái nào. Rồi nè, lấy đi. Cái này rồi lấy đi, lấy đi. Ừ, rồi ok. Rồi được rồi, được rồi rồi. Được rồi, được rồi, được rồi. Rồi cái này. Rồi cái này á là size M nha mấy chị. Áo sọc này nó là size M. Dạ, L sọc. Lấy mấy cái L sọc cho cô đi. Vừa bự lắm. Rồi. Đây, L sọc nè mấy chị. L á là từ 77 từ 75 cho đến 85-86kg là mình mặc L là ok. Dạ, cái sọc L này của mình nè, sọc nhí nè. Và cái mình hàng đẹp quá trời luôn. L nè. Mấy chị mua mấy cái áo L bên em đó, đẹp cực kỳ luôn. Mà có 600 ngàn. Mà mấy chị đi ra ngoài á, sơ mi Việt Tiến á, là cái áo á, là nó xấu hơn cái áo của em nhiều lắm luôn á. Mà nó làm sao mà nó đẹp bằng bên em. Bên em có 600 ngàn à. Mà toàn áo 100 mấy chục đô một áo không à. Đây, áo này L luôn đó nè. Cái sọc này L nè. Hả? Size S là 60 cho đến 67kg. Size S là 60 cho đến 67kg. Là chị có muốn lấy size S không? Còn cái này á là à, 75 cho đến 85kg là mình chốt L. Cái này nó là L nha. Đó, chị nào mà muốn lấy L thì lấy L. Đây,
Đó, mà cái sọc nó đẹp ghê không? Cái sọc nó đẹp mà cái mình hàng nó đẹp ơi là đẹp luôn á. Ai mà không mua là em thấy ổn ghê luôn á. Mà có 600 ngàn à. Nè, mà có túi nè. Đây, đó. Rồi, cái sọc này cũng vậy nè, sang L luôn. Đây, sọc này cũng là sang L. Là em đưa ra những cái sọc sang L đẹp nhất luôn á cho mấy chị coi đó. Đây, sang L, còn mấy cái sọc kia nó là M. Mấy này là M phải không con? Rồi, sang L. Con lấy thử cái này M. Cái này là M nè. Rồi, cái này L có ai chốt không? Dạ, L. Mẫu này L có ai chốt không ạ? L. Đây. Trời ơi, mấy cái mẫu L đó là cái sọc nó đẹp quá. Rồi cái này nó là sọc. Hả? Rồi, 55kg là mình mặc sẽ. Hồi Nguyễn Huyền nè, hai cái này L nè. Nè, hai cái này L nè Thảo. Nguyễn Huyền, hai cái này là L nè, đẹp nè. Nếu như mà em tin tưởng chị á, là chị lựa cho. Hai cái sọc này L nè, quá đẹp luôn. Nếu như mà ai mà mua cái sọc này của Ngọc về á, mà không đẹp á, thu cái gì Ngọc cũng thua đó. Những cái sọc này á, là cái mình hàng nó đẹp ơi là đẹp luôn. Một trăm mấy chục đô một áo mà mấy chị, mà em bán cho mấy chị giá này là phải nói là bèo quá trời luôn. Nè có lấy không? Lấy chị không? Dạ rồi. Cái này cũng là sọc L nữa nè. Dạ cái này cũng là sọc L nữa nè. Dạ cái này cũng là L luôn. Hai cái sọc lò cho chị đi, hai cái sọc lò. Nè, hai cái sọc lò nè. Cái S nè. Rồi cái S nè mấy chị. Dạ, những người nào mà 50 mấy ký cho đến 6 mấy ký á, là mình chốt S nè. Dạ, size S nè. Dạ, đây size S. 600 ngàn một cái, quá rẻ luôn. Size S. Mà mấy chị thấy mấy cái size S này. Hai cái lò nữa không? Hai cái màu này còn lò không? Nè. Thôi kêu Thảo nó kiếm ở trên xào á, có trên xào đó. Nó nói chung á là tại vì em mua sale á là nó không có giống. Dạ, được cái nào thì hay cái đó, tại vì mình mua á là hơn lắm rồi, cái này là S nè. Dạ là những người nào mà 55kg cho đến 65kg là ok nè, xe S nè. S em có 2 cái. S em có 2 cái thôi. S nè. S. Để em coi còn cái S nào nữa không. Size S nè. Dạ, S em còn 3 cái. Size S đó. Người nào mà có ông xã từ 55 cho đến 65kg là mình chốt S. Mà mấy cái áo này á, là cái nào cũng... có L không? Hả? Cái nâu có L không? Nâu nào? Nâu này hả? Nâu này nó là M. Không có L. Vậy máy của cái của con là gì vậy? Rồi đưa cho bác Thảo chụp đi cái L đó. Rồi cái này M nè. Nè. Đó, cái này là S nè. Chị nào có muốn chọn S thì lấy. Cái này S nè, màu này nè, quá đẹp luôn. S là 55 cho đến 65kg. Mình chốt S nha. S là 55 cho đến... Thảo. S là 55 cho đến 65kg. Ừ. 55 cho đến 65kg. Là nãy giờ á, chị nào á là muốn mua xe S cho chồng á thì á là mình chốt cho Ngọc. Xe S. Mà cái dọc xe S đẹp ghê không? Là chị Thanh Xuân có muốn chọn không? Những cái áo này á, Ngọc dám cam đoan với chị. Nếu mà về á, xám xanh và một cái S chị đang cầm. Xám xanh. S chị đang cầm. S chị đang cầm đâu? Ừ. Ừ, xám xanh nè. Ừ, chị S em cầm nè. Là chị Mỹ Phương Lê là chị chốt có S này đúng không chị? Đang cầm cái này S cũng đẹp nè. Mà cái này S cũng đẹp nữa. Toàn là áo S đẹp không à.
mà có 600.000 à. Nói thiệt á, một cái áo sơ mi Việt Tiến á là 750, mà mấy cái áo này á là nó đẹp hơn áo sơ mi Việt Tiến gấp mấy lần luôn. Rồi mà ba ấy. Ừ. Rồi. Rồi cái này cũng là S nữa nè. Cái này cũng là xe S nữa nè. Nói chung là mấy cái sọc này á là chị Mỹ Phương Lê á là không cần phải chọn, tại vì á là cái nào cũng đẹp hết á. Cái sọc nào cũng đẹp hết á. Không có cái sọc nào mà không đẹp hết á. Này là M hay gì? Có L. Hợp là cô lưa hết rồi. Rồi. Cái này là size S luôn nè. Đó. Người nào á thích size S là mình chốt cái này. Size S. Lấy màu sáng cho chị đi. Lấy cái S màu sáng đi. Màu sáng này nó có 2 cái à. Cái S sáng nè. S. S nè. Nè S nè Thảo. S này size lớn đó. S này là size là nó màu sáng á. Nè S sáng nè. Nè mấy chị thấy à, mấy cái S màu sáng nè, đẹp ghê không? Dạ. Có thể là khi em cầm á là nhìn nó không đẹp, nhưng mà khi mấy chị nhìn ở ngoài á là những cái sọc này á là đáng đồng tiền bát gạo luôn. Một cái áo này toàn là 120 mấy đô một cái không á, mà em bán cho mấy chị có 600.000 á. Là lâu lâu á là ở trong dealer á là nó mới sale. Hàng em mua toàn là ở những cái mall lớn không à. À chứ còn á hả là em không có mua ở những cái mall nhỏ. Rồi cái này ép màu hồng, mà cái màu này đẹp quá trời, lấy không? Ừ. Này ép nè. Chị Mỹ Mỹ Phương Lê cái áo màu hồng này size S đẹp quá trời nè chị. Em thấy cái màu này đẹp quá trời luôn á. Rồi cái này cũng là, này là M rồi. Rồi cái này S luôn nè. Nó lấy, chỉ lấy sọc nhỏ màu hơi xanh á. Chị Thanh Xuân đó, thật là sọc nhỏ màu hơi xanh đó. Rồi em chọn đúng cho chị Thanh Xuân rồi. Dạ. Còn cái này nãy giờ lấy cho chị Mỹ Phương Lê được mấy cái rồi. Dạ. Chị Mỹ Phương Lê, cái này là size S nè. Cái sọc này á là nhu quá trời nè. Nhu mà đẹp nữa. Rồi cái sọc hồng này cũng đẹp nữa, size S á. Mà mấy chị lựa những cái sọc này á toàn bộ là đẹp quá trời luôn. Cái sọc nhỏ màu xanh. Cái sọc nhỏ size xanh size S chị Thanh Xuân không có rồi. Cho em bé trắng này, hả? Cho bác cái này nè. Rồi. Ừ. S. Cái đó là S là đúng rồi đó. Rồi cái sọc xanh, mày lấy cái sọc xanh nhỏ này. Ừ. Coi ở trong kia đó, lấy hết mấy cái đống sọc đó ra cho chị coi. Gom hết chị nha. Coi gom vừa thôi, gom mấy cái sọc ở trong á. Ở trong kho còn quá trời. Rồi. Cái sọc này á, đây. Để em coi. Sọc này sọc S nè. Của S nè. Cái này là 55 cho đến 65 kg size S nè. Cái sọc này á là quá đẹp luôn. Nè, sọc nhuyễn nè, S nè. Ừ. Nè, S nè. Rồi. À, cái này là size S luôn nè mấy chị, size S. Dạ, size S, quá trời đẹp luôn. Chị không lấy sọc to. Lấy trắng sọc là chụp cho cô lên tay phải cái này. Trắng sọc là. Ồ, cái này được không cô? Cái này 3 32 là S à. 32 là S á. Nè, nè, chụp cái chữ thử lên. Nè. Lấy cái sọc nhuyễn vừa cầm giùm em đi. Sọc nhuyễn vừa cầm nè, S nè. S không? Rồi. Rồi. Rồi cái này nó là áo Ý.
áo ý này của Ngọc. Mấy cái đó là nó là size S không á. Khi nào mà nó 37, 38 mới là M. Còn 32, 33, 34 là size S không á. Rồi cái áo màu xanh này á là size S nha. Dạ. Áo này của Ngọc là size S luôn. Thì á là chị nào á là có muốn lấy S. Cổ lấy L á. Sọc to mà L hả? Sọc. L à. L. Hả? Rồi sọc to. Cô Lan Phan sọc to. Cái đó là L đó. Ai? S là lấy cái đó đi, sọc to đó. Rồi là vậy là chị là cổ đòi size S đúng không? Là bây giờ cái này S nữa nè. Nè. Bây giờ cái này á là size S nè. Dạ size S. Cái S này á là quá trời đẹp luôn. Chị nào á là lấy cái sọc này. Chị nào mà lấy cái sọc này size S á là quá đẹp luôn á. Dạ cái sọc này size S là phải nói rằng là vô cùng đẹp luôn. Người nào mà không mua là coi như là uổng lắm luôn á. Size S đẹp quá trời luôn. Size S sáng nay á là sáng ngày mai á, nếu ấy thì S nè. Rồi cái này nó là xám. Dạ cái này nó là xám mà cái này nó là M. Cái này nó là xám size M, cái này nó là của Kenisco. Trời ơi, hàng của Kenisco là tôi phải nói rằng là đồ của nó là đẳng cấp luôn á, vải đẹp cực kỳ. Này M nè. M nè hả? M nè. Mà cái màu này đẹp quá trời. Thật ra đó là mấy chị á là không không có cần lựa sọc, tại vì mấy cái sọc này á là em đã lựa rất là kỹ rồi. Đó, đây, cái này là cái M nữa nè. Và cái sọc này cái M nữa nè. Mấy chị á, em đã gửi hình vô trong cái tin nhắn của mấy chị là mấy chị nhìn thấy, nhưng mà Ngọc nói luôn, không có cái sọc nào là xấu hết, sọc nào cũng phải đẹp hết. Em lựa sọc cái nào nó đẹp em mới lấy về em bán. Còn nếu mà cái sọc nó không có đẹp em không bao giờ em lấy về em bán hết á. À, em bán hàng á là em phải lựa chọn những cái nào mà nó đẹp em lấy về em bán, chứ em không bao giờ em lấy những cái gì mà nó không đẹp về em bán đâu. Rồi cái này á là size S nè. Đó, cái này là size M nè. Đó, chị nào á đây mấy chị thấy nè, cái sọc M mà nó đẹp như vậy nè. Đó, có cái gì nữa đâu chị ơi. Cái sọc mà cái mình nó đẹp quá trời luôn, có gì nữa đâu chị. Rồi size M. À, chị nào á là có muốn chốt cái này M thì lấy. M nè. Này M thôi. Nè, cái này cũng M nữa nè. Dạ, mấy cái sọc này á là cái màu nào nó cũng nhu hết á, mà cái vải của nó đẹp lắm. Dạ M. Hai cái áo này đều là M nè. À, chị nào có muốn chốt thì chốt. M là 75 cho đến 83, 84 kg nha. À, rồi hai cái này của Ngọc nó là size M. Chị nào cũng chốt cái gì thì chốt. Rồi cái sọc này cũng là M luôn nè. Dạ sọc này cũng là M luôn. Trời ơi, nói chung là sọc nào em thấy nó cũng đẹp hết á. À, sọc nào em nhìn thấy nó cũng đẹp hết á. Nhiều khi á là em dơ lên đây á rồi mấy chị thấy là cái màu nó hơi nhẹ nhẹ thôi, chứ còn để yên á là cái sọc của nó đẹp, đẹp vô cùng đẹp luôn. M nè. Rồi M đây em đang cầm á là ba cái M nè. Dạ, Ngọc đang cầm á là ba cái M, cho nên là chị nào á là M á, M thì cỡ khoảng 75 kg cho đến 80-81 kg, còn size L á là từ khoảng 80 cho đến 85-87 kg. Dạ đây, mà mấy cái áo này á là em nói thiệt với mấy chị á là sọc đẹp vô cùng đẹp luôn.
Rồi, cất lên con. Ừ, cái sọc này nè, đẹp nè. Mà cái sọc này á, của Ngọc là M nè. Nó, cái sọc nhí này á, là M nè. Em thấy á, là mấy cái sọc này á, cái sọc nào nó cũng đẹp hết á. Mà mấy chị á, là không chọn mấy cái sọc này. Đẹp ơi là đẹp luôn. Dạ, rồi. Cũng giống như cái này nè. Dạ, cũng là M nè. Cái này cũng là M nè. Mà cái sọc này mấy chị thấy đẹp ghê không? Dạ. M nè. Mà cái vải đẹp quá trời luôn. Mà cái này nó là hiệu Rating John nè. Dạ, xem mà. Được. Rồi, à, cái này á, là M à, chị nào á, là có muốn chốt cái màu này M thì chốt. Em thấy là mấy cái màu của M á, đẹp quá trời luôn. Ừ. Cũng giống như nè, cái này nè. Size M nè. Dạ, màu nhu ghê không? Size M á, màu nhu quá trời luôn. Mấy chị mua những cái áo của em á, toàn là áo thương hiệu 100 mấy chục đô một cái không à. Mà em bán bằng với lại cho mấy chị bằng một cái áo giá Việt Nam luôn á. Bằng cái áo giá Việt Nam. Đó, cho nên đó là mấy chị đó là mình tranh thủ mình mua đi. Như cái áo bông này nè, đẹp ghê không? Vừa đẹp mà vừa lạ nữa. Cái này nó là sơ mi thun. Thôi chưa lôi ra nhiều quá. Dạ, sơ mi thun. Đó, mấy chị nhìn thấy nè, nó là chất sơ mi nhưng mà sơ mi thun. Đó, mà mặc vô nó modern ghê không? Rồi để em coi cái này á, là nó là size L. Cái này á, là từ 75 cho đến 85kg mình chốt nha. Dạ, mà cái này em có một cái một duy nhất à. Dạ, cái sơ mi thun này á, là em có một cái một duy nhất à. Đẹp ghê không? Dạ, mà cái này á, là nó có độ co giãn á, cho nên là mấy anh á, mặc á, thích lắm. Dạ, có nhiều anh á, là thích mặc mấy cái áo mà cái kiểu modern vậy nè. Mà em có một cái một duy nhất thôi. Chứ không có nhiều nữa, có một cái một nhíp thôi. Bữa nào á là tụi con lấy ở trong kho. Nhớ lấy cho cô hai cái áo thun này nè. Đây. Không, mềm không? Rồi, áo thun nam. Em còn có mấy cái à. À, vì nó đang về. À, nó đang về cho nên á, là em phải chờ nó về nhiều á thì em like, nhưng mà tại sẵn ở đây em có 3 cái á, cho nên là em bán luôn cho mấy chị. Rồi, cái này á, là nó là áo của hiệu Pháp. Dạ, Camille size M. Dạ, cái sọc này á, là size M. Nếu chị nào á, lấy cái áo thun này á, là Ngọc để cho mọi người với giá là 400 ngàn. Còn có 1 cái à. Size M giá 400 ngàn. M là khoảng 75 cho đến 85kg là mình mặc được nha mấy chị. Tại vì cái áo này cái form nó rộng lắm. 75 cho đến 85kg. 75 cho đến 85kg. Đó, chị nào á, là có muốn lấy thì lấy. 75 cho đến 85kg. Dạ, 400 ngàn. Cái này nó là size L, chị nào có muốn lấy thì lấy. Mà áo thun mà bán cho mấy chị giá có 400 ngàn á, thì em không phải nói luôn á, là nó bèo dữ lắm luôn rồi đó. Rồi, còn cái áo này, là cái áo này cũng là size L luôn. Dạ, cũng là 75 cho đến 85kg luôn. Và cái áo sọc này á, Ngọc để cho mọi người á, là với giá là 300 ngàn. Tại vì em còn có 1 cái à. À, hãy còn có 1 cái là em sale luôn, cho nó đi hết luôn. Size S, à, size L. Ai rồi à, cái này của Ngọc nó là size L à, giá 300 ngàn áo thun. Rồi, à, cái này á, là 300 ngàn nha mấy chị. Đó, một cái 400 với cái 300. Hôm nay còn không thì á, là mấy chị đợi á, là áo thun polo về á, nhiều á, thì là em like luôn nha.
Nè thắng Trương nè. Trương nè. Con. Rồi. À, bây giờ á là nó là 1 giờ rồi. Thì á là ở đây á là em còn có 3 hũ kem cổ thôi. Thì á là nếu như mà chị nào á là đang cần kem cổ thì là mình chốt đi, tại vì kem cổ này á thì có thể là cả tháng nữa là em mới có, chứ còn hiện giờ là kem cổ là em thua rồi. Em còn được đúng có 3 hộp thôi. À. Nhưng mà có lấy ra đâu, mình chưa có treo lên mà. Hết công. Mai. Mai rủi bỏ vô. Rồi, cái kem cổ là giá là 1.150.000. Mà cái kem cổ này á là hiện giờ bên em chỉ còn đúng 3 hũ thôi. Thì bây giờ á là để em soạn áo, rồi bắt đầu ngày mai em sẽ like tiếp cho mấy chị nha. Chứ còn tại vì á là em bỏ trong bịch đó, rồi từ từ bây giờ em mới lấy ra. Dạ, từ từ em mới lấy ra cho mấy chị. Cho nên là ngày mai á là mấy chị á, con treo nó vô cái sào trong cũng được nữa. Ngày mai á treo mấy cái áo sơ mi trong sào trong. Rồi, kem cổ 1.050.000. Và cái kem cổ này hiện giờ đang bị đứt hàng nha mấy chị. Cho nên là những người nào mà đang xài kem cổ này bên em á mà ok thì là mình mua đi. Chứ để không á là cầu cả tháng là em mới có kem cổ nữa nha mấy chị. Chứ còn không là không có đâu. Mà em nhớ á là hôm bữa có ai dặn em 2 hũ nhưng mà em không nhớ người nào hết đó. Cho nên là bây giờ em cũng không biết là của ai với của ai nữa. Dạ. Dặn em rõ ràng rồi á mà bây giờ em quên mất tiêu rồi. Ha. Rồi. Sơ mi màu cam vậy hả? Cái này á là hiện giờ nó đang là size S á. S. Đưa đây đưa Ngọc coi cho. Cam này là Thảo. Nó là size mấy vậy? Size 34. 34 hả? Nó là xe S thôi. S. Hai cái S hết. Cứ 33 là S á. 33 là xe S. 37, 38 mới là M. 40, 41 là sang L. Rồi. Đợt này á là em mua kem dưỡng của Estée Lauder quá rẻ luôn. Và nếu như mà chị nào á mà cái da mà bị sạm, nám, tàn nhang mà da không được trắng á, là mình xài cái hũ này cho em. Cái hũ này á là nó nâng cơ, chống lão hóa da, giảm nếp nhăn, giảm nếp chân chim và nó còn làm cho da của mấy chị trắng. Nếu những người nào á mà thích dưỡng cho cái da của mình nó trắng, nó mịn thì là mình lấy cái hũ này. Và mấy chị nha, em chỉ còn được đúng 8 hũ là giá là 1.900.000 mà mua được 75ml. Sau khi em bán hết một đợt này rồi á là em không lấy được 75ml nữa mà nó còn có 50ml. Mà 50ml không thôi á lại 1.900.000 rồi. Cho nên là vào cái thời điểm này á là em đang bán cho mấy chị được lợi 25% nữa thì là mấy chị á là nên mua đi. Và thường lúc trước tới giờ á là Estée Lauder ít có khi nào nó làm cái dòng kem trắng da lắm. Mà đợt này nó làm á là xài lên á là mấy chị thấy cái da của mấy chị đẹp cực kỳ luôn. Dạ, tuy nó là 1.900.000 nhưng mà mấy chị nghĩ đi, 75ml á là mấy chị xài ít nhất cũng phải là 7 tháng mới hết. Nếu mà nó là 75ml thì là em thấy là tính chia ra là một ngày á là mình xài cũng có 20-30 ngàn tiền kem chứ nhiêu. Nhưng mà khi mà chúng ta càng lớn tuổi thì chúng ta nên lựa những cái dòng sản phẩm dưỡng da nào á mà nó có uy tín và nó hiệu quả thì là mình mua thì nó sẽ đẹp nha. Rồi, cái hũ này á là dưỡng da săn cơ, xóa nhăn, xóa nám,
Rồi hả, là những cái vết chân chim ở trên cái mặt của mình á, mà mặt của mình á mà nó chảy xệ mà nó không có săn á, thì là cái hũ này á là nó sẽ giải quyết được hết cho mấy chị, mà nó còn làm trắng da nữa. Mà nói chung là cái hũ trắng da là chỉ còn có 8 hũ thôi, cho nên là chị nào á mà nếu mà mình có muốn lấy thì là mình tranh thủ nha. Vì em á, nếu mà hết cái đợt 75 ml này rồi á là em không còn nữa đâu nha mấy chị, là em chỉ còn có 50 ml thôi, chứ còn 75 ml á là nó không còn nữa, lấy hết rồi. Dạ em lấy sạch sẽ rồi, không còn một hộp nào nữa hết đó. Mà nó đẹp lắm, cái hũ trắng da này á là xài á là cái da của mình nó mịn mà nó mượt và nó đẹp lắm. Rồi xong rồi á, tới cái hũ này, hũ này á lại càng xứng đáng cho mấy chị mua nữa. Dạ cái này á là nó làm xóa mờ vết nhăn. Dạ nó làm xóa mờ vết nhăn và nó làm cho cái mặt của mình á là hả trẻ mãi luôn. Dạ lấy lại tuổi thanh xuân. Dạ đây. Và cái hũ này á là mình xài đêm và xài ngày đều được luôn nha mấy chị. Nếu như đêm mấy chị xài, mà nếu mà da của mấy chị mà bị giống như là lão hóa nhiều á thì là mình có thể xài luôn cả ban ngày. Đây. Dạ. Nhưng nếu mà mấy chị xài kết hợp được với serum á thì á là hả là nó là number one rồi. Thì serum này á là mấy chị xài buổi tối, còn kem thì mấy chị xài ban ngày. Đó, thì là một bộ này á thì là nó là coi như là quá good rồi. Nhưng mà xài thì vì á là Ngọc sợ mấy chị ngán tiền. Đó, thì là một là mình xài serum, hai là mình xài kem. Nhưng mà hai cái dòng này nó là dòng đặc biệt. Dạ, trong trong tất cả những dòng kem á thì là hai cái dòng này á là những người nào á mà lão hóa nhiều á, dạ vết chân chim nhiều và cái da mình nó không được săn, không được chắc thì là mình xài cái bộ này á thì nó ok. Dạ, serum là mình xài buổi tối. Rồi ban ngày á là mình xài cái hũ này. Cái hũ này mình xài tối, xài ban ngày đều được hết nha mấy chị. Cái hũ này nè. Dạ, mà em bán cái hũ này á là chạy dữ lắm luôn á. Chị biết năm ngoái á là em bán á, mà lúc đó là chỉ có 50 ml thôi mà là triệu chín. Em bán cả trăm hộp luôn á. Là khách em á là nói chung là, mà cái dòng này nó là dòng 2022 đó, cho nên á hả là kem á là còn đẹp hơn cả cái dòng cũ nữa đó. Mà bây giờ Ngọc chỉ còn được đâu có 8 hũ thôi. À, nếu mà chị nào á mà mua giờ này á thì là được lợi. Được lợi kem quá trời luôn á, lợi tới 25% nữa. Mà lại giá là bằng với lại giá của 50 ml thì tội gì mình không mua. Mà cái kem này á xài hả là nó săn cơ, nó nâng cơ, nó làm cho mình trẻ hóa da, làm cho mình không có bị nếp nhăn. Và nói chung đó là khi mà mình xài những cái dòng kem cao cấp á là chừng lối một tuần lễ thôi là mình thấy là cái làn da của mình nó khác hẳn liền luôn. Đây. Dạ. Thì là cái hũ này á thì là em thấy á, nếu như ai mà có điều kiện á thì là buổi tối mình xài serum, ban ngày mình xài cái hũ này á thì thôi. Bao đẹp luôn nha mấy chị. Bao đẹp cho mấy chị luôn. Có điều là ngán tiền thôi. Dạ. Bao có điều á là ai mà có điều kiện á thì là mình xài. Như buổi tối á, là mình xài cái serum à, xong rồi buổi sáng là mình xài cái hộp này. Ôi trời ơi, là em nói thiệt với mấy chị á, là mấy chị xài hết một bộ này thôi á là mấy chị thấy cái da mặt của mấy chị là nó khác hẳn liền luôn. Là nó đẹp, đẹp cực kỳ luôn. Chụp trai rồi. Đó thì là nếu như mà những chị nào á là mình muốn mua kem Estée Lauder, mà đợt này á là nó có cái chương trình nó là 75 ml thì là mình nên mua. Chứ còn á hả là nếu mà nay mai á mà không có cái chương trình 75 ml thì là nó chỉ còn được có 50 ml mà nó vẫn giá y như vậy á thì là mình bị mất đi 25%, thì là mình uổng. Thì thẳng bây giờ á là Ngọc còn á thì là mấy chị lấy đi, chứ để nay mai rồi á là coi như là không có. Như lại cái tiếp sữa luôn mà Estée Lauder. Lại chưa? Mì. Mì. Với cái với lại á là cái nước hoa Hermès đó, là cái chai này nó là chai cuối cùng rồi nha mấy chị. Hôm bữa giờ cái chai này á là em bán quá trời luôn. Tại vì mấy chị biết á là nó 3 triệu mấy mà em bán cho mấy chị có 2 triệu rưỡi 50 à. Và chai này nó là chai cuối cùng. Mà mấy chị biết là thương hiệu Hermès á là nó là một cái thương hiệu là đẳng cấp luôn á.
nước hoa của nó toàn là 3,2 triệu, 3,3 triệu không à. Mà em bán cho mấy chị như vậy á, là quá rẻ luôn. Rẻ, cực kỳ rẻ luôn. Cho nên á, là bây giờ em chỉ còn được đúng có một hũ, một chai cuối cùng thôi. Và nếu mà bây giờ em có muốn đi mua nữa, em cũng không mua được. Hết hàng. Dạ, hết hàng. Cho nên á, đây là cái cơ hội cuối cùng cho ai mà muốn mua nước hoa Hermès. Thì là mấy chị nghĩ đi, Hermès đó là đồ của nó là túi tiết gì đó, toàn là hàng thứ dữ không à. Thì là nước hoa của nó là cũng rất là đẳng cấp. Dạ, nhiều cái nó còn đã còn mắc hơn cả Chanel nữa đó mấy chị. À, nhưng mà bữa đó là hên là em có coupon. Cho nên là bây giờ cái hộ chai này á, là nó là chai cuối cùng. Thì là nếu mà chị nào á, là thích xài nước hoa Hermès, nhiều khi mình xài nước hoa Chanel hoài á, thì nó cũng chán. Là mình đổi những cái dòng khác mình xài á, thì có phải là mình thưởng thức được nhiều cái chai nước hoa không? Chứ còn nhiều khi là mình cứ xài hoài một loại á, thì là nó không có ok. Rồi, một chai cuối cùng giá 2,5 triệu nha. Đó, chị nào á, là có muốn lấy thì là mình lấy. Dạ, 2550 là chai cuối cùng đó, chị nào á là có muốn lấy thì là mình lấy nha. Với lại là cái chai Versace Aero này á là hiện giờ bên Mỹ á, đang là 2,3 triệu, mà Ngọc bán cho mấy chị á là có 1,9 triệu nè, coi như là được lợi 400 ngàn. Và những người nào á mà xài cái chai Versace này á, nếu mà không thơm và cái mùi của nó không được giống như những gì Ngọc quảng cáo, trả lại cho em. Tại vì cái chai này á, là em bán chai này nó là chai cuối rồi, hết hàng rồi. Dạ, bây giờ em có muốn mua lại thì là phải mua giá mắc, chứ còn không có mua lại được cái giá rẻ này đâu nha. À, cho nên là ngày hôm nay á, là giá của nó có 1,9 triệu. Thì á, là mấy chị á, là có muốn lấy thì lấy. Dạ, chứ còn á, là nó không có giá rẻ đâu mấy chị. Dạ, chai này, chai này bình thường ở bên Mỹ á, là cỡ khoảng 2,250 triệu, 2,3 triệu. Mà bây giờ Ngọc bán cho mấy chị á, là chai Versace Aero này á, là chỉ có 1,9 triệu. Thì á, là nó là chai cuối cùng đó. Thì là ai mà có muốn lấy thì là mình tranh thủ nha. Vì có những dòng á, là em về á, là khách lấy hết trơn à. Ừ. Dạ, giống như là cái chai Versace màu hồng này nè. Trời, nó thơm, nó thơm mùi phấn quá trời luôn. Dạ, nếu mà những người nào mà yêu thương mùi phấn á, thì là mình mua cái chai màu hồng này đi. Chai màu hồng này hoặc là chai Versace Aero á, trời, cái mùi nó thơm dã man luôn. Thơm mà thơm đỉnh luôn á. Dạ, thì là nếu mà chị nào á, mà mấy cái chai của Versace á, cái mùi của nó hiện đại, trẻ trung, và nó làm cho mình á, là không có bị gắt mùi. Thì là nếu mà chị nào á, là có muốn lấy thì lấy. Nhiều mà thả nhiều rỡ lắm, xong như cái tè le gì. Hả? Gì? Gì? Là sao? Chụp quá trời luôn, được một cái. Thế sao? Màu sáng, màu sáng. Rồi, à, cái chai Chanel Coco Mimosa là em chỉ cho mấy chị. Cái Chanel Coco Mimosa này á, là nó có hai dòng. À, dòng màu hồng á, cái nước màu hồng á, thì là cái chai này á, là nó sẽ thơm hơn và nó mắc hơn là cái chai nước màu vàng. Cái chai nước màu vàng á, là cái mùi của nó đó là nó hăng và nó làm cho cái, nói chung là cái mùi á, là nó là có nhiều người không thích. Mà nhiều người lại thích cái Chanel Coco Mimosa mà cái nước màu hồng. Nước màu hồng á, là cái chai á, là thích Ngọc lấy nhiều nhất luôn. Và là rẻ. Chai này á, là mọi người biết ở trong Vincom nó bán là 4,3 triệu một chai. Mà Ngọc bán cho mấy chị á, là có 3,5 triệu một chai à. Dạ, em bán có 3,5 triệu à, mà là cái chai này nó lại là nước màu hồng nữa nha. Nước màu hồng á, là nó ok hơn và cái mùi của nó thơm lâu hơn là cái chai nước màu vàng. Cái chai nước màu vàng á, thì là cái mùi á, là nó hơi hăng. Dạ, cái mùi của nó là hơi gắt. Còn cái chai nước màu hồng này á, là cái mùi của nó dễ thương cực kỳ luôn. Dạ, và Ngọc cũng chỉ còn có 3 chai là sạch sẽ luôn, 3, 4 luôn. Dạ, tại vì cái này á, là em mua á, là khách của em á, là chốt nhiều lắm, cho nên đó là em mua cái này á, là rất là nhiều. Và nó là nước màu hồng.
Dạ, cho nên á là nếu như mà ai á mà xài trà Neo Coco Medmoza đó là nhớ giùm em á là mình mua nước màu hồng á, thì là bao giờ á là cái chai này á là nó cũng thơm hơn là cái chai nước màu vàng. Còn nước màu vàng á thì là nó gắt mùi lắm, cái mùi của nó không có dễ thương bằng cái chai màu hồng. Nên là mấy chị á, nếu mà ai mà mua trà Neo Coco Medmoza đó thì là mình nói rằng là lấy nước màu hồng à, chứ còn không á là nhiều người thì á, có người người ta nhập về á, là người ta nhập cái nước màu vàng, mà nước màu vàng thì nó không thơm, nó cũng thơm nhưng mà nó thơm cái mùi á, là gắt lắm, nó không có dễ thương bằng cái mùi nước màu hồng. Cái mùi chai nước màu hồng á, thì là nó ok hơn. Rồi chai này á, là Ngọc bán cho mấy chị đó là 3,5 triệu một chai, và em chỉ còn được đúng 4 chai thôi, hết rồi. À, mấy chị có muốn mua nhiều hơn là Ngọc cũng không còn nữa, hết trơn. Mà cái chai á, nước màu hồng á là nó thơm dã man luôn. Với lại á cái gì Thảo? Với lại á là ở đây á là cái chai thuốc đột quỵ này á là Ngọc còn đâu có một chai cuối cùng à. Thì á là chị nào á là có muốn lấy thì là mình tranh thủ mình lấy. Dạ. Chai bột đột quỵ. Và nếu như ai á mà thương cho sức khỏe của mình, và nếu mà muốn gìn giữ sức khỏe, mình phải có sức khỏe thì mình mới làm ra được tiền bạc á, thì á là mình mua cái hũ này. Và một người á mà xài một hũ này á là được 5 tháng nha mấy chị, còn hai người thì là được 2,5 tháng. Với lại á là cái thuốc này á mỗi ngày chúng ta dùng một viên thôi, vào buổi sáng sau ăn sáng, thì là nó sẽ được giảm nguy cơ đột quỵ từ 85% cho đến 90%. Trong tất cả những dòng đột quỵ, và dòng này nó là dòng tốt nhất. Và đối với những người nào á là mỡ trong máu cao, hoặc là cholesterol ha, hoặc là huyết áp của mình á là nó hay lộn xộn, đó là lúc nó là huyết áp như vậy, lúc thì là huyết áp nó cao, là huyết áp của mình á là nó không có bình ổn, thì là chúng ta có thể mua cái này về, thì là mình uống hàng ngày như vậy á là cái huyết áp của mình á là nó sẽ ổn định, và nó làm cho mình á là rất là ok. Rồi à, cái này á thì là Ngọc để cho mọi người á là với giá là 1,25 triệu, và em bao giá luôn. Cái chai này có chỗ nó bán là 1,5 triệu, nhưng mà hiện giờ á là hiện giờ ở ngay shop của em á là chỉ còn có một hộp thôi, còn mấy bữa nữa, 10 ngày nữa thì là nó mới cập bến nữa nha, chứ còn bây giờ là nó không còn. Dạ, nó còn chỉ có một hộp thôi. Thì là chị nào á là có muốn mua chai đột quỵ, mà em thấy rằng là gì? À, vậy mới đây hả Thảo? Rồi còn người nào á là có muốn lấy cái đột quỵ này á thì là báo với em nha, tại vì nó còn có hũ à, còn khoảng 10 mấy ngày nữa thì là nó mới có về nhiều, chứ còn bây giờ là hết rồi nha. Rồi với lại á, là cái dầu khớp này á là Ngọc còn có cỡ khoảng 15 chai thôi, thì là người nào á là có muốn lấy thì là mình lấy ha mấy chị ha. Dầu khớp em còn đúng 15 chai, một chai là 250. Thì là chị nào á mà quan tâm tới cái vấn đề giống như là mình mà hay bị đau nhức khớp xương, dạ thì là mình mua cái này về á là mình bôi, thì là mình sẽ bớt đau nhức khớp xương. Dạ, đau nhức cơ bắp, đau nhức khớp xương. Dạ, cái dầu khớp này á là hay dữ lắm nha mấy chị. Có 250 ngàn một chai thôi. Mà mấy chị biết á là có nhiều đợt á em bán cho mấy người mà hay đi làm từ thiện á, là mấy chị á là mua một lần á là 10 hộp. Dạ, mấy chị đi làm từ thiện là mấy chị biếu mỗi người một hộp vậy đó. Dạ. Tính ra em bán cái chai này bằng ở bên Mỹ bán luôn á. Bên Mỹ nó bán một chai này á là hơn 10 đô một chai. Thì em bán cũng bằng giá với bên Mỹ luôn. Dạ không, tại vì là mỗi một lần em mua tới mấy trăm hộp lận, cho nên là em mua được giá sỉ. Đó, tính ra về á là một chai á về tới đây á lời có mấy chục ngàn chai chứ nhiêu, 30-40. Chẳng qua là mua về á là để cho mấy chị á là có hàng mấy chị mua thôi, chứ còn mấy cái này á là lời lớn được nhiêu đâu. Rồi cái này là em chỉ còn có 15 hộp cuối cùng, thì là chị nào á là cần á thì là mình có thể á là mình lấy nha. Dạ, 15 hộp cuối cùng là dầu khớp, 15 hộp cuối cùng. Chị nào á là có muốn lấy thì là mình lấy.
Với lại á, là cái hũ nếm. Hũ nếm này á, là em cũng còn có 8 hộp cuối cùng thôi. Thì là nếu như người nào á, mà đang uống cái hộp nếm này của Ngọc á, mà gần hết thì là mình mua dự trữ đi. Tại vì có thể là cỡ khoảng 1 tháng nữa là em mới có lại cái hộp nếm này nha mấy chị. Dạ chứ còn bây giờ á, là coi như là hết. À, những người nào á, là bị nám tàn nhang, đồi mồi, da không trắng, da không độ, da không có đều màu, dạ. Và mình bị nám mà giống như là hai cái cục ở hai bên gò má của mình á, là quá trời luôn á, thì là chúng ta đó là đừng có đi thẩm mỹ viện, mà chúng ta chỉ cần á, là uống cái hộp thuốc này sáng 2 viên, chiều 2 viên, rồi á, là mình uống hết một hộp thuốc này, rồi bắt đầu mình nghỉ 2 tháng. Rồi mình uống tiếp cho Ngọc một hộp nữa, là em đảm bảo là da mấy chị là đẹp hẳn luôn. Không bị nám, không bị tàn nhang, không bị đồi mồi, mà nước da của mấy chị sẽ hồng hào lên luôn. Còn nếu như người nào mà có điều kiện á, thì là mình cứ uống quanh năm suốt tháng, thì là cái da của mình á, là nó sẽ không bao giờ bị lão hóa. Nó làm cho da của mấy chị là rất là đẹp luôn. Dạ, làm cho da mấy chị rất là đẹp. Dạ mấy chị, tại vì do mấy ngày hôm nay á, là người em á, là nó còn bị cảm. À, ráng giùm Ngọc 1-2 ngày nữa đi, rồi Ngọc sẽ bán áo đầm lại nha mấy chị. Dạ, chứ còn sáng nay là em dậy trễ quá, em cũng không có kịp để mà soạn áo đầm để mà bán cho mấy chị nữa. Dạ, ráng giúp giùm Ngọc mấy ngày nha mấy chị. Em bớt cảm một cái là em vô em lao áo đầm liền luôn. Rồi, cái này là còn có 8 hộp, cho nên là người nào á, mà đang uống mà gần hết rồi á, thì là mình chịu khó mình lấy đi. Chứ còn không là nó hết rồi nha mấy chị. Không còn hộp nào hết. Nên là chị nào á, là có muốn lấy hộp nám này á, nó còn có 8 hộp à mấy chị. Dạ, bản thân Ngọc bây giờ á, là có muốn đi mua 10 hộp nữa cũng không có nữa. Nó sạch sẽ rồi. Dạ, mà phải cả tháng nữa là nó mới có hàng. Nên là chị nào á, là có muốn lấy thì lấy. Rồi. Rồi. Còn cái này á, là cái tiếp bôi thẹo là Ngọc còn đâu có khoảng 6 tiếp à. Bôi thẹo. Cái tiếp bôi thẹo này á, là nó rẻ mà nó hay nha mấy chị. À, đừng có thấy là nó rẻ là mình nghĩ nó không có ok. Dạ, một tiếp như vậy á, là nó chỉ có 200 ngàn thôi. Nhưng mà hả là nó đáng đồng tiền bát gạo luôn. Những người nào á, mà mình làm bếp á, mà mình bị đứt tay á, thì là mình rửa sạch cái vết thương đó. Rồi bắt đầu á, là mình hả là mình chùi cho nó khô, xong bắt đầu mình quệt, mình lấy cái miếng pomade này nè, mình quệt vô cái vết thương là một hồi á, là nó cầm máu liền. Rồi nếu mà mình bị té xe hoặc là gia đình của mình á, là ai mà có bị vết thương á, thì là mình làm sạch cái vết thương xong rồi á, là mình bôi cái pomade này lên, thì là nó sẽ mau lành vết thương và nó không có để lại sẹo. Dạ, không hề để lại sẹo, mà mình cũng không cần phải uống kháng sinh nữa, là nó tự động nó hết. Hay lắm. Mà có 200 ngàn, người ta bán một hộp là ba tép như vậy nè. Nhưng em á, là em đi em xé lẻ ra em bán cho mấy chị từng tép như vậy nè. À, tại vì á, là em thấy là có nhiều người á, là có xài một tép thôi. Mà mấy chị biết á, là có nhiều chỗ bán một tép này á, là 300 ngàn một tép. Mà Ngọc bán cho mấy chị chỉ có 200 ngàn một tép thôi. Cái này là Ngọc bán chơi cho vui thôi, là bây giờ em còn đúng là 6 tép. Dạ, bôi sẹo em còn đúng là 6 tiếp. Dạ, người nào á, mà có cần á, thì là lấy. Có 200 ngàn mà mấy chị ăn cũng hết. Mà mình mua về á, là mình để ở tủ thuốc gia đình á. Mà cái này á, là cái đát nó xa nha mấy chị. Dạ, cái đát của nó tới tháng 2 năm 2024 lận. Cho nên là tha hồ cho mấy chị xài luôn. Dạ, mà có 200 ngàn tiếp à. Rẻ quá trời. Ngày mai mình lay đầm nha mấy chị. Mai lay đầm. Dạ, rồi 200 ngàn một tiếp, chị nào có muốn lấy thì lấy. 200 ngàn. Rồi. Cái này là Advil. Cái này á, là nó trị cảm, hạ sốt và giảm đau rất là hay nha. Hoa cổ nè. Hả? Thoa cổ tay là cái này nè. Cổ nè. Cái không, cổ là cổ, tay là tay, không có giống nhau. Mấy chị, để em nói luôn nha, vùng cổ là vùng cổ, vùng tay là vùng tay. À, nếu mà tay thì là mấy chị xài cái body này cho em. Dạ, là nó dưỡng tay.
Dạ đây. Đây, đó. Nếu như mà cái tay của mấy chị á, tại vì trong đây á là thành phần vitamin E với lại á là những cái chất làm cho cái da của mình nó mịn nó đều nè, đó. Nếu như những lúc nào á mình muốn bôi tay á thì là mình lấy. Mà cái này nó là của Pháp nha. Dạ, mấy chị thấy em bôi rất là nhanh chưa? Và cái này á là em ghiền luôn á, tại vì á là nó đó. Nó bôi vô trong người của chúng ta nhanh cực kỳ luôn. Mà không để lại một miếng gì là rít da hết nha mấy chị. Bôi một hồi vô á là cái da của mình nó mịn trơn à. Dạ nó đã lắm. Dạ nó mịn thiệt là mịn luôn vậy đó. Rồi. Còn á là vùng cổ, là vùng cổ. Chứ còn cái đâu có cái kem nào á là vừa sức tay. Nếu mà chị mấy chị muốn sức tay, sức chân á thì là xài cái này nha. À, còn cái cổ là nó khác nữa. À, là kem cổ là cái này nè. Cái này nó là kem cổ. Mà dòng kem cổ này á là nói chung là hiện giờ em đang bị đứt hàng. Ngọc chỉ còn có 3 hũ thôi. Thì á là chị nào á là có muốn lấy thì lấy. Đó. Và không gây rít da nha mấy chị. Trời ơi cái chai body pháp này á là em xài á hả là nó 2 tháng rồi đó mà không có xi nhê gì hết đó. Tại vì á là cái kem nó rất là trơn. Khi mình bôi nè đó mấy chị thấy không? Đó, là một hồi á là cái da tay của mình á là nó mịn và nó làm cho da tay của mình á là nó không có nếp nhăn. Và khi mà mình bôi như vậy á là cái tay này á cũng vậy, không có đồi mồi, không có tàn nhang và cái làn da của mình lúc nào cũng sáng bóng. Và khi mình đình đi nắng á là nó không có ăn nắng. Với lại những cái kem này á là mình đánh á là nó mịn dữ lắm. Nó không có làm cho mình bị đen da. Dạ em rất là thích xài cái body của Pháp này. Dạ bởi vì á là nó kích trắng, nó làm cho da của mình nó hồng hào, với lại mình đi nắng mình không có bị ăn nắng, cho nên là em xài. Mà có nhiều đâu, giờ còn có 4 chai à. Cái này nè. Còn có 4 chai. 450.000. Dạ 450.000 mà còn 4 chai à mấy chị ơi. Nhanh tay thì còn mà chậm tay thì hết. À, hồi hôm bữa là mua về cả 100 chai luôn á, tại vì cái chai này á bình thường là 700-800 một chai. Mà bây giờ á là nó chỉ còn có 450 à. Thì á mà cái chai này xài á là phải nói rằng là ai mà đã xài qua cái này rồi á thì em đảm bảo mấy chị á là đi vô mua nữa. Dạ tại vì cái này á là bôi á nó làm trắng da, mịn da và nó không có làm cho mình á một dấu vết nào á mà của đánh kem hết á. Dạ nó mịn ghê hồn luôn. Nè, đây. Rồi, chị nào á là có muốn lấy thì lấy nha, 450 mà một chai này á là mình xài cầu có 4 tháng đến 5 tháng mới hết. Thì chạy ra một tháng là mình bỏ ra có 100. Dạ, chạy ra là một tháng mình xài có 100.000 à. Mà em đảm bảo luôn. Dạ, nếu như chị nào mà về mà xài cái chai này á mà không có ok á, em thua cái gì em cũng thua hết á. Ngọc thua cái gì Ngọc cũng thua hết á. Tánh của Ngọc á là biết sao không? Ngọc mua sản phẩm về á là Ngọc cần mọi người xài rồi mọi người quay lại mua nữa, chứ không phải là Ngọc mua sản phẩm về Ngọc bán cho mọi người xong rồi mọi người đi mất tiêu. Dạ. Là em giữ khách không hết nữa. Thì là em đâu có bao giờ á mà em đi bán mà hả là những cái sản phẩm nào mà nó không ok. Ngay cả bản thân em cũng xài cái chai này nè. Dạ. Ngay cả bản thân em cũng xài cái chai này nè. Em cực kỳ thích cái chai này luôn. Mà có đợt là mới mua được. Mà mấy chị thấy là trong một năm á là em chỉ bán cái chai này được từ 2 cho đến 3 lần thôi. Chứ còn á là có muốn mua nhiều cũng không có nữa. Nó có sale đâu mua. Đó, cho nên là những lúc nào á mà Ngọc có đó thì là mấy chị á là nên mua đi. À, giỏ đang về em. Chắc cỡ khoảng 10 ngày nữa. Túi á cỡ 10 ngày nữa có. 10 ngày nữa có. Thì á chị nào á là có muốn mua thì là đợi Ngọc khoảng 10 ngày nha. Còn bây giờ ở đây thì Ngọc chị hả? Là mấy chai? Rồi còn 2 chai nữa. Dạ em còn có 2 chai này nữa thôi. Là mấy chị là có muốn mua nữa là em cũng không có. Cái này là cái chai em đang xài trên lầu. Dạ là em đem xuống là em làm mẫu để cho mấy chị xài. Và mấy chị biết không, cái này là buổi tối đánh 10 phút sau thôi. Mấy chị rờ vô cái da mấy chị là mấy chị xài đêm. Xài đêm nha mấy chị, xài đêm. Xài ngày cũng được.
tùy mấy chị muốn xài ngày xài đêm gì, tại vì cái này á bôi vô chừng chút xíu á là nó thấm hết rồi, không có cảm giác gì giống như đánh kem vậy đó. Thì là mấy chị muốn xài ngày xài đêm gì cũng được hết đó. Nhưng em thấy á, là nếu mà mình xài kem á là mình xài ban đêm á, mình ngủ tới sáng á, thì á là mình đi tắm xong rồi á là cái da của mình á là nó đẹp. Còn nếu mà mình xài ban ngày á, nhiều khi mình cứ hay đi ra ngoài đường á rồi bụi bặm này nọ gì đó đó, thì là nhìn nó không có có ok nha. Rồi chế nào có muốn lấy, còn đúng hai chai thôi đó đó, chị nào có muốn lấy thì lấy hết rồi. Dạ hai chai cuối cùng bao giá luôn, bao giá cho mấy chị luôn nha. Rồi với lại á, là hôm nay á, là cái cây này á, cây lăn nách này á là nữ và nam đều xài được. Cái này nó là unisex, là có nghĩa rằng là cái nam lẫn nữ đều xài được. Mà cái cây lăn này á là cái mùi của nó đó thơm y như mùi Chanel vậy đó. Dạ mà ngày hôm nay á là em còn có 8 cây, cho nên là em sale cho mọi người á là với giá là 800-500 ngàn một cây. Thì á là người nào á là có muốn lấy thì là mình tranh thủ mình lấy. Và Ngọc luôn luôn nói nha, ngày nào Ngọc hứng thì Ngọc sale. Giống như hôm nay em hứng lên em sale 500, nhưng mà ngày mai em không hứng là em vẫn bán giá 570. Cho nên là cái giá mà em giảm á là phải tùy vào, giống như là lúc nào mà em hứng lên thì em giảm, còn lúc nào mà em không hứng lên thì em không giảm. Dạ rồi, bình thường chai cây này á là 570, mà hôm nay 8 cây cuối cùng, chị nào mà có muốn lấy thì là cái này nam xài cũng được, nữ xài cũng được. Nói chung là nếu muốn ai á mà muốn mua cho ông xã cũng được, hoặc là muốn mua cho bà xã cũng được, hoặc là muốn mua cho con trai cũng được. Tại vì cái mùi này á là nó là unisex, là có nghĩa là nữ nam gì đều xài được hết á. Dạ mà ngày hôm nay em bán có 500, mà mấy chị biết á là cái cây này ở bên Mỹ á đang là 800. Dạ đang là 800, nhưng mà Ngọc bán cho mấy chị á là có 500 thôi đó. Thì là chị nào mua ngày hôm nay là 500, nhưng mà nếu mà mua ngày mai á là 8 là 570. Em nói trước nha, tại vì cái đánh thấy em á, ngày nào em hứng lên á thì là em theo, còn ngày nào em không hứng lên thì em không sale, nên là mấy chị thông cảm. Rồi ngày hôm nay là do em dậy trễ quá cho nên là em chưa có soạn được áo đầm, thì là cái áo đầm á là ngày mai mình like ha mấy chị ha, ngày mai mình like áo đầm. Dạ trời ơi, em đang trong cái mớ hàng kia về á là để em chuẩn bị, tại vì trong đó là đầm điếc gì đó là nhiều lắm, với áo thun này nọ nhiều lắm đó, mà không có. Dạ rồi, còn bây giờ á là em xin xuống cái live stream của Ngọc buổi trưa ngày hôm nay, rồi Ngọc hẹn lại mọi người á ngày mai á là mình like đầm ha. À, chứ còn ngày hôm nay á, là chưa có chuẩn bị áo đầm, cho nên là chưa có like được. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.